Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 411, mới tiền nhiệm đốt vài đống lửa. Vương Tử Quân biết kết quả còn sớm hơn cả Lâm Mộc Dương, sau khi hội nghị thường ủy kết thúc thì hắn đã nhận được điện thoại của thư ký Hào Nhiếp Quân. Viên thư ký ở bên kia đã dùng giọng điệu cực kỳ vui vẻ để chúc mừng Vương Tử Quân, nói rằng Bí thư Nhiếp đề nghị để hắn chủ trì công tác ở tỉnh đoàn trên hội nghị thường ủy, trước mắt đã được hội nghị thường ủy thông qua. Lời nói của con người trong quan trường là cực kỳ hàm xúc và ẩn giấu, vì thân trong quan trường nên người ta càng phải có năng lực cảm ngộ ý nghĩa lời nói của đối phương. Dù viên thư ký kia không nói rõ ràng nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được cú điện thoại đó là sắp xếp của Nhiếp Hạ Quân. Chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, đây rõ ràng không phải là cấp bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng quyền lực lại khá tốt, đối với một Vương Tử Quân vào tình cảnh hiện tại, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống mà vẫn chưa bình tĩnh trở lại, dù kết quả này đã được hắn dự đoán từ trước, thế nhưng khi tất cả trở thành sự thật thì trong lòng hắn vẫn khó thể nào kiềm nén được cảm giác xúc động. Vương Tử Quân khẽ vuốt vuốt hàng chân mày của mình, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Bây giờ tin tức về hắn đã lan truyền khắp văn phòng tỉnh ủy, điều hắn cần làm vào lúc này chính là giữ vững sự tỉnh táo, cực kỳ bình tĩnh. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại, sau đó dùng giọng ân cần hỏi thăm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chào Bí thư Âu Dương, chị có gì cần dặn dò sao? Âu Dương Dương ở đầu dây bên kia tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Bí thư Vương, bây giờ anh đã là bí thư tỉnh đoàn, anh còn chưa biết sao? Như vậy cũng là quá an phận rồi. Vương Tử Quân hiểu ý của Âu Dương Dương, hắn cũng không mở miệng nói lời trái ngược, chỉ cười nói. À, tôi chỉ tạm thời là một người trực ban, coi như quản lý thay trước khi lãnh đạo chính thức được bổ nhiệm mà thôi. Chủ trì công tác cũng không khác gì chính thức bao nhiêu, nhớ kỹ lời tiên đoán của tôi thật sự rất xem trọng anh. Âu Dương Dương nói thêm vài lời chúc mừng với Vương Tử Quân, sau đó lại cười nói. Hôm nay trưởng phòng Hứa gọi điện thoại cho tôi, còn nói tôi thật sự là mắt sáng như sao nhìn rõ nhân tài, nếu như trước đó anh ấy làm theo lời đề nghị của tôi thì nào bị lãnh đạo tỉnh ủy kiểm điểm chứ? Vương Tử Quân hiểu ý của Âu Dương Dương, hắn cười ha hả nói. Bí thư Âu Dương, nói thật thì tôi cũng cảm thấy giống như trời sập, cảm giác giống như có thứ gì đó đập lên đầu mình, không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Tôi cũng không ngờ, nhưng nó lại ứng với câu nói, nhân mệnh thiên định, dù có nghĩ thế nào cũng vô ích mà thôi, có phúc thì không cần phải làm gì cho mệt, vô phúc thì làm nhiều cũng chỉ thêm hoang mang rối loạn mà thôi. Âu Dương Dương nói chuyện khá tùy ý với Vương Tử Quân, dù sao thì bây giờ hai người đã ở trên hai con đường khác biệt, đã không còn tính cạnh tranh. Hơn nữa Âu Dương Dương lại có cảm giác khá thân thiết với Vương Tử Quân, nếu như không phải là Vương Tử Quân ra tay, sợ rằng bây giờ chồng nàng vẫn còn quấn lấy gây phiền hà. Bí thư Âu Dương, hai ngày tới chị có rảnh không? Tôi muốn mời chị dùng cơm. Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn khẽ nói với đầu dây bên kia. Được, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ lời triệu hoán của Bí thư Vương. Âu Dương Dương đang ngồi trong phòng làm việc ở phòng lao động thương binh xã hội. Nàng nói ra lời này mà gương mặt không khỏi có hơi ửng hồng, vì đây không phải là lần đầu tiên nàng nói ra những lời như vậy, hơn nữa lại cực kỳ thản nhiên. Nhưng bây giờ nàng nói những lời như vậy với Vương Tử Quân, đột nhiên nàng chợt cảm thấy trái tim mình cứ như thỏ con đi lạc vậy. Hôm nay mình bị làm sao đây? Âu Dương Dương vội vàng áp chế cảm giác xúc động trong lòng, nhưng nàng cũng không thể nào không nhớ đến gương mặt anh Tuấn kia. Âu Dương Dương thật sự rất vui khi Vương Tử Quân là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn. Nhưng Vương Tử Quân lại tỏ ra rất nhạt với chức vụ mà người nào cũng nghĩ rằng chạm tay có thể bỏng như vậy. Người ta đã vì chức vụ kia mà vung tay đánh cờ cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng kết quả cuối cùng lại quá bất ngờ. Điều này làm cho Âu Dương Dương cảm thấy rất quỷ dị, nhưng nàng cũng không thấy rõ ràng nó quái dị ở chỗ nào. Vương Tử Quân cũng không biết lúc này Âu Dương Dương có những suy nghĩ như vậy, hắn nói vài ba câu với nàng, sau đó hai người cúp điện thoại. Nhưng bây giờ điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân đã nhanh chóng biến thành đường dây nóng, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tiếp, điều này làm cho ý nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút của hắn đã biến thành không thực tế. Gọi điện thoại đến phần lớn là người quen, hơn nữa cũng là những người có địa vị nhất định, tuy cũng có không ít những người mới kết giao, thế nhưng dù thế nào cũng không gây trở ngại cho những người kia gọi điện thoại đến. Những lời chúc mừng liên tục vang lên trong điện thoại, Vương Tử Quân chỉ có thể mỉm cười nói lời khiêm tốn với đám người này. Cũng xem như không còn biện pháp nào hơn. Bí thư Vương,
Điện thoại của anh thật sự là khó thể gọi được, tôi đã gọi 5 lần 7 lượt, đường dây cứ bận mãi, thế là tôi cứ gọi, đến bây giờ mới nối thông được. Vương Tử Quân vừa nhấc máy thì nghe thấy âm thanh của Quách Tiên Vi, lúc này Quách Tiên Vi đang cười rất lớn, rất vui vẻ. Quách Tiên Vi là một vị phó phòng tổ chức, tất nhiên hắn là người cực kỳ linh thông tin tức. Sau khi cười ha hả chúc mừng Vương Tử Quân một phen, hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, ngoài chúc mừng cậu thăng chức, anh còn muốn thông báo với cậu, 8 giờ sáng mai trưởng phòng Hứa sẽ có vài lời muốn đối thoại với cậu, cậu cũng nên chuẩn bị một chút cho tốt. Trưởng phòng tổ chức tự mình nói chuyện với Vương Tử Quân, đây là vinh hạnh đặc biệt chỉ dành có các vị cán bộ cấp giám đốc sở mà thôi. Bây giờ Vương Tử Quân chỉ là một người chủ trì của tỉnh đoàn, lại làm cho trưởng phòng Hứa phải tự thân xuất hiện, điều này nói rõ phòng tổ chức rất coi trọng tình huống VQ chủ trì công tác ở tỉnh đoàn vào lúc này. Cảm ơn anh Quách đã nhắc nhở. À, đúng rồi, anh Quách, tối nay anh có rảnh không? Chúng ta cùng tụ tập uống 2 ly nhé. Vương Tử Quân thưởng thức nụ cười trong lời nói của Quách Tiên Vi, sau đó hắn cũng cười lên tiếng. Người khác thì tôi còn phải xem xét lại, nhưng cậu mời, dù tôi không có thời gian phải sắp xếp cho bằng được. Nhưng này, tôi phải nói trước, hôm nay tôi làm chủ, nếu cậu tiếp tục tranh giành, tôi sẽ vỗ mông bỏ đi. Quách Tiên Vi dù cực kỳ coi trọng Vương Tử Quân, nhưng lúc này dù sao trong lòng cũng còn chút ngạo nghễ của một vị phó phòng tổ chức, dù thế nào thì vị trí của hắn cũng nặng hơn Vương Tử Quân rất nhiều lần. Nhưng bây giờ lại có chút khác biệt, hắn hầu như đã đặt Vương Tử Quân lên ngang hàng với mình. Vương Tử Quân cũng không tỏ ra đắc ý quên hình ở những vát nhỏ nhặt như vậy, sau khi cùng Quách Tiên Vi từ chối hai câu, hắn lúc này mới cho ra lời giao ước cùng dùng cơm với đối phương. Xe hơi chậm rãi chạy trên đường, Thái Thần Bân lái xe cực kỳ cẩn thận và không nói một lời, nhưng đường thỉnh thoảng vẫn sóc nảy, vẫn làm cho Lâm Thụ Cường ngồi trong xe cảm thấy cơ thể lắc lư qua lại. Nhưng lúc này nếu so ra thì Lâm Thụ Cường cũng không quá quan tâm đến tình xuống sóc này, hắn càng để ý đến Vương Tử Quân đang ngồi phía sau xe. Bây giờ cuộc sống của Lâm Thụ Cường đều ở trong cảm giác sợ hãi, vì hắn chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người ta ghẻ lạnh, sẽ cho ra rìa. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì trước kia cần gì đắc tội với Vương Tử Quân. Sau khi giấy tờ bổ nhiệm Vương Tử Quân làm người chủ trì công tác tỉnh đoàn được đưa xuống, Lâm Thụ Cường chợt cảm thấy trong lòng mình giống như có một quả bom tấn bùng nổ, hắn thật sự rất hối hận. Trước đó mình đuôi mù hay sao? Thế nào lại không nhìn ra tình huống Vương Tử Quân sẽ tiến lên chiếc ghế đầu tiên của tỉnh đoàn Sơn Nam? Lâm Thụ Cường nghĩ đến những biến hóa trong thời gian 10 ngày qua mà không khỏi sinh ra cảm giác giống như mình nằm mơ. Một kết quả vốn đã nắm chắc trong tay của Lâm Mộc Dương, không ngờ kết quả cuối cùng lại có thể là như vậy. Lâm Mộc Dương xem như đã thả con vịt đã bị luộc chín ra ngoài cho nó bay đi mất. Vương Tử Quân là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn, sau khi nghe trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang tuyên bố tin tức này thì Lâm Thụ Cường thật sự như không tin vào lỗ tai của mình. Nhưng tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, Lâm Thụ Cường cũng không quên bấm tay vào người mình, lúc này mới biết tất cả là sự thật. Chủ trì công tác tuy không phải là bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn muốn đối phó với một chủ nhiệm văn phòng lại đơn giản chẳng khác nào bóp chết một con kiến trong lòng bàn tay. Khi tin tức này rơi vào trong tai thì Lâm Thụ Cường chợt sinh ra cảm giác đâm đầu vào tường, quá xui xẻo. Khi cảm giác này xuất hiện thì Lâm Thụ Cường nghĩ đến một vấn đề, đó là phản kháng, hắn phải đoàn kết tất cả lực lượng trong tỉnh đoàn để tiến hành phản kháng với Vương Tử Quân. Người đầu tiên Lâm Thụ Cường nghĩ đến chính là Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, là hai vị bí thư công tác lâu năm. Thế nhưng khi hắn đi loanh quanh dò xét ở phòng làm việc của hai vị phó bí thư kia, hắn chỉ nghe được hai tiếng thở dài không thể làm gì hơn mà thôi. Vào lúc bí thư Âu Dương Dương còn tại vị thì hai phó bí thư này vốn là những người sôi sục sức chiến đấu và cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bây giờ tất đã đảo ngược, bọn họ giống như gà trống bại trận, căn bản không quan tâm đến những lời châm ngòi của Lâm Thụ Cường. Lâm Thụ Cường là người dự thính văn phòng chợt phát hiện, chỉ cần những gì không liên quan đến lợi ích thiết thân của Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, bọn họ căn bản đều gật đầu phụ họa với những sắp xếp của Vương Tử Quân, căn bản không có ý gì trái ngược. Lâm Thụ Cường tiến thêm một bước để tìm hiểu tin tức, lúc này mới biết hai vị phó bí thư kia bị lãnh đạo tỉnh ủy cho ra quyết định 3 năm ngồi yên tại chỗ không được đề bạt, thế là lúc này hắn mới hiểu nguyên nhân vì sao hai người kia lại an phận đến mức như vậy. Sau khi tìm hiểu được đầy đủ sự việc, Lâm Thụ Cường chợt phát hiện Vương Tử Quân mới nhận chức vài ngày mà đã có địa vị vượt qua cả Âu Dương Dương vào thời điểm trước. Lúc ấy Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng phải ăn nhịp,
thậm chí đám cán bộ trong văn phòng tỉnh đoàn đang ào ào chạy về dựa vào bí thư Vương. Xem ra lần này mình tránh trời không khỏi nắng. Nguồn tiuyenfull.vn. Lâm Thụ Cường cho ra một kết luận như vậy với chính mình, sau đó lại sinh ra cảm giác vò đầu bứt tóc. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình, vì tương lai không lâu sau đó hắn sẽ rơi vào tình cảnh bị ghẻ lạnh, bị cho ra rìa. Nhưng đây là lần đầu tiên vị bí thư Vương Tử Quân quá cao siêu mà chính Lâm Thụ Cường căn bản chưa từng bao giờ nắm bắt được đi thị sát công tác, bí thư Vương lại cho cả Lâm Thụ Cường đi theo, đây là có ý gì? Trước đó Lâm Thụ Cường nghe thấy sắp xếp như vậy và chợt nhảy dựng lên, hắn giống như cảm thấy cơ hội của mình lại đến. Hắn là một người thức thời, hơn nữa hắn cũng là một lão quan trường, cũng thầm thấy có vấn đề. Lâm Thụ Cường suy xét khá lâu và nhanh chóng cho ra quyết đoán, trên đường đi hắn sẽ cố gắng bày ra trách nhiệm của một vị chủ nhiệm văn phòng, hắn sẽ biến mình thành một người tri kỷ, thành một người hầu cực kỳ hợp cách, sẽ phục vụ và hầu hạ thật tốt với Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, các đồng chí thành phố An Bình đã dừng lại. Khi thấy chiếc xe phía trước dừng lại thì Lâm Thụ Cường khẽ lên tiếng xin chỉ thị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nãy giờ luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này nghe được lời báo cáo của Thái Thần Bân, hắn mở mắt ra nói. Anh đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lâm Thụ Cường đồng ý một tiếng, sau đó hắn bước xuống xe đi về phía trước. Vương Tử Quân nhìn cơ thể có vẻ hơi mập ra của Lâm Thụ Cường, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không có hảo cảm gì với đối phương, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cần dùng loại người như Lâm Thụ Cường. Lâm Thụ Cường là người đắc tội với mình, đây có lẽ là chuyện mà cả văn phòng tỉnh đoàn đều biết. Lúc này Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố đều gặp phải vấn đề lớn, Hoắc Tương Nhiễm thì càng không cần phải nói, bây giờ xem như Vương Tử Quân là người tập hợp tất cả quyền lực của tỉnh đoàn. Thế cho nên càng vào thời điểm này thì Vương Tử Quân càng phải trấn an nhân tâm, Lâm Thụ Cường chính là một quân cờ cực tốt. Là một lãnh đạo trong quan trường, không phải chỉ có bản lĩnh dùng người nhà của mình, còn phải có lòng quyết đoán và tự tin khi sử dụng kẻ đối địch với mình. Nếu nắm chắc đối phương trong tay để sử dụng hiệu quả, như vậy sẽ là biểu hiện trí tuệ cực mạnh. Đẩy những người kia lên các vị trí phù hợp, cố gắng để cho bọn họ tỏa sáng vào đúng thời điểm, đây mới là thành công của một người lãnh đạo. Bây giờ Lâm Thụ Cường là người có thể sử dụng được, hiệu quả lại rất tốt, thế cho nên nhân tâm của tỉnh đoàn đã yên tĩnh trở lại, vững vàng hơn trước đó rất nhiều. Bí thư Vương, các đồng chí thành phố An Bình nói đường phía trước không thông, bọn họ muốn xin chỉ thị với anh, có phải nên đi đến thị trấn Lập Sơn nghỉ ngơi một chút không? Lâm Thụ Cường nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân, cũng quên lau những giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán. Vậy thì đi đến thị trấn Lập Sơn. Vương Tử Quân tuy đã định hình mục tiêu thị sát cho mình, thế nhưng hắn cũng không muốn cho người tuyến dưới cảm thấy khó xử. Dù sao hắn cũng là cán bộ từ tuyến cơ sở đi lên, căn bản cũng biết rõ khó khăn trong công tác bên dưới là thế nào. Lập Sơn tuy là thị trấn nhưng thật ra chỉ là một con đường đẹp với những quầy hang ven đường, khi Vương Tử Quân đi vào ủy ban thị trấn. Các vị lãnh đạo đảng ủy và chính quyền thị trấn đã nhanh chóng tiến ra đón chào. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố An Bình, chủ yếu là muốn nghiên cứu công tác đoàn của thành phố An Bình, mà thành phố An Bình cũng cho ra quy cách tiếp đãi rất cao với vị phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn. Ngày đầu tiên đã cho một vị phó bí thư chủ khảo công tác tổ chức đi cùng, đồng thời bí thư thành phố và các chuyên viên hành chính cũng mời Vương Tử Quân một bữa cơm thân mật, quy cách khá cao. Ngày hôm nay Vương Tử Quân đi xuống tuyến dưới nghiên cứu và vị phó bí thư kia yêu cầu được đi theo, nhưng Vương Tử Quân dùng giọng uyển chuyển từ chối. Lần này chỉ có hai chiếc xe đi xuống tuyến dưới, một chiếc là của bí thư thành đoàn Lỗ Hà Lượng dẫn theo vài nhân viên công tác, chiếc xe còn lại là của Vương Tử Quân. Đối với đám người ở thị trấn Lập Sơn thì vị phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn cũng là lãnh đạo lớn, vì thế khi nghênh đón đều cực kỳ tinh thần. Nhưng khi bọn họ thấy mặt Vương Tử Quân, cả đám chợt trợn mắt há mồm nghẹn họng nhìn chừng chừng vào vị lãnh đạo trẻ tuổi trước mặt. Vị lãnh đạo này quá trẻ, nếu như không phải là Lỗ Hà Lượng đã giới thiệu, bọn họ sẽ căn bản không tin viên cán bộ trẻ tuổi kia là lãnh đạo tỉnh đoàn, không phải là vị phó bí thư tỉnh đoàn mà bọn họ đang cung kính tiếp đón. Ủy ban thị trấn Lập Sơn là một khu nhà 3 tầng được sơn màu vàng, có thể thấy trước đó đã được lau dọn sạch sẽ, rất sáng sủa và đẹp đẽ. Lúc này trên khu ủy ban còn có một biểu ngữ màu đỏ với nội dung nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo tỉnh đoàn đến thị trấn Lập Sơn kiểm tra chỉ đạo công tác. Tất cả đã ám chỉ tất cả cán bộ của thị trấn Lập Sơn đã chuẩn bị rất kỹ càng cho chuyến khảo sát của lãnh đạo. Trong phòng họp ở lầu 2 của thị trấn Lập Sơn, nhân viên đã sớm chuẩn bị trái cây đặt trên bàn.
Khi đoàn người Vương Tử Quân ngồi xuống đúng chỗ, nhân viên công tác nhanh chóng dâng trà thơm cho các vị lãnh đạo. Bí thư Vương, thị trấn Lập Sơn chúng tôi tuy rất nghèo nhưng trước nay chưa từng buông bỏ công tác thanh niên. Đồng chí Tiểu Quách không những có năng lực công tác, hơn nữa còn là một người có gan làm việc và mạnh bạo tiến lên. Mùa thu năm ngoái ở thị trấn chúng tôi có một vụ lở đất, Tiểu Quách đã phấn đấu quên mình để cứu hai học sinh tiểu học. Bí thư đảng ủy thị trấn Lập Sơn là một người đàn ông hơn 40 tuổi, giọng điệu rất lớn, theo giới thiệu thì có tên là Đồng Xương Cương. Người được bí thư Đồng Xương Cương lên tiếng tán dương là một thanh niên hơn 20 đeo một cặp kính, nhìn qua rất lịch sự. Sau khi được bí thư Đồng nhắc đến thì tên cán bộ thanh niên chợt đỏ mặt. Đáng lý tiếp đón lãnh đạo sẽ không có chuyện của hắn, thế nhưng người đến lại là lãnh đạo tỉnh đoàn, hắn là một bí thư đoàn thị trấn, tất nhiên sẽ có vị trí đứng gần lãnh đạo hơn cả các vị phó chủ tịch thị trấn. Vương Tử Quân nghe nói tên cán bộ thanh niên kia đã cứu hai học sinh tiểu học, hảo cảm của hắn với đối phương tăng lên rất nhiều. Hắn cười nói hai câu với Tiểu Quách, sau đó quay về phía sau nhìn Lỗ Hà Lượng. Bí thư Lỗ, bên cạnh chúng ta cũng không thiếu người hùng, chúng ta nên đẩy mạnh tuyên truyền những hành vi như của đồng chí Tiểu Quách, có thể coi đó là điển hình, là một chiếc đèn nổi bật, tạo ra hiệu quả chiếu sáng một vùng. Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ chứng thực nghiêm khắc chỉ thị của ngài, sẽ phát động phong trào học tập tinh thần lăn xả cứu người của đồng chí Tiểu Quách. Lỗ Hà Lượng cung kính cười với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng tỏ thái độ. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không quá can thiệp vào địa phương. Sau khi Lỗ Hà Lượng tỏ thái độ thì Vương Tử Quân bắt đầu nói chuyện với đám cán bộ thị trấn Lập Sơn. Lúc mới bắt đầu thì vị bí thư Đồng và các lãnh đạo thị trấn còn tỏ ra rất dè dặt, nhưng sau đó bọn họ chợt phát hiện vị lãnh đạo tỉnh đoàn kia cũng không phải là người không biết gì, không những không rõ về tình hình dưới thị trấn, thậm chí còn hiểu rõ nhiều vấn đề hơn bọn họ rất nhiều. Điều này làm cho đám người bí thư Đồng muốn nói những lời dệt hoa trên gấm cảm thấy rất có áp lực, nói chuyện cũng không còn được như vừa rồi, cũng không dám mở miệng nói bậy, nụ cười giả tạo trên mặt cũng chậm rãi trở nên cung kính. Khi Vương Tử Quân đang hỏi thăm về tình hình phát triển và đẩy mạnh công tác đoàn ở thị trấn Lập Sơn, bí thư Đồng Xương Cương đi đến bên cạnh Lỗ Hà Lượng rồi khẽ xin chỉ thị. Bí thư Lỗ, bữa trưa hôm nay, anh xem. Đồng Xương Cương dù không nói hết lời nhưng Lỗ Hà Lượng lại hiểu rất rõ. Hắn tuy không tiếp xúc quá nhiều với một vị thủ trưởng như Vương Tử Quân, nhưng hắn cũng cảm nhận được uy thế của lãnh đạo. Vị lãnh đạo kia nhìn có vẻ rất hiền hòa, hơn nữa lại tỏ ra ung dung rộng lượng trên nhiều phương diện. Để người của nhà ăn dọn một bàn, không cần cho quá nhiều món dầu mỡ. Lỗ Hà Lượng trầm ngâm một lát rồi khẽ lên tiếng sắp xếp. Đồng Xương Cương khẽ gật đầu, sau đó vội vàng phân phó cho vị chủ nhiệm văn phòng ngay phía sau. Nửa giờ sau Vương Tử Quân cùng đi với nhóm cán bộ Lâm Thụ Cường đã đi đến ngồi trong nhà ăn của Ủy ban thị trấn Lập Sơn. Trước kia tiếp đón lãnh đạo thượng cấp thì thị trấn Lập Sơn đều phải dọn vệ sinh sạch sẽ thế nhưng thật sự không triệt để bằng lần này. Còn nữa, trước kia lãnh đạo đến thì bọn họ thường am hiểu khẩu vị của lãnh đạo, có lãnh đạo thích ăn thịt heo, như vậy bọn họ phải tìm về một con heo thật tốt, có lãnh đạo thích ăn thịt chó, chỉ cần nhà ăn của ủy ban thị trấn mua chó về làm là bọn họ biết vị lãnh đạo nào đến, còn có những lãnh đạo thích ăn thú rừng, thế là lãnh đạo thị trấn phải bận rộn chạy đi tìm. Đặc biệt là tìm về những món thú rừng. Nếu không có người thì khả năng sẽ chẳng có gì, vì vậy thường là mười mấy người đi săn, sau đó mới tìm được vài món về phục vụ lãnh đạo. Nhưng hôm nay vị lãnh đạo tỉnh đoàn xuống làm cho bọn họ khó thể nào suy xét được cho rõ ràng, ai biết lãnh đạo thích ăn thế nào. Khi mọi người đang vò đầu bứt tai thì đầu bếp nhà ăn chợt có sáng kiến, sau đó đám quan viên lớn nhỏ mới phát hiện vấn đề có thể giải quyết rất dễ dàng. Đám đầu bếp suốt ngày chỉ biết nấu nướng và rửa xong chảo thấy các vị lãnh đạo tỏ ra trầm mặc khó xử, thế là thầm cảm thấy sốt ruột, cảm thấy sự việc đơn giản như vậy sao không nghĩ ra? Sao cứ tỏ ra căng thẳng như vậy? Hay là lãnh đạo đứng đầu một phương đi đến? Một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, một đầu bếp tự chủ trương nói. Quan lớn như vậy thì có món gì chưa từng nếm qua? Đến địa phương chúng ta thì ăn đặc sản mới tốt, càng hiếm có càng tốt. Thế là những tiếng cười hân hoan vang lên, mọi người cùng nhau thảo luận về ý nghĩ của viên đầu bếp, thế là cảm thấy nó khá hay, làm như vậy vừa không mất đi tính thấu đáo, lại có vẻ khách quan và thực tế. Mọi người cùng đồng ý, thế là tình huống uể oải vừa rồi cũng không còn. Bí thư Vương, chỗ chúng tôi cũng không có gì ngon, chỉ có chút đặc sản, coi như để anh chịu uất ức. Đồng Xương Cương là người đứng đầu thị trấn Lập Sơn, thế nhưng lúc này an vị trong đám người lại có cấp bậc thấp nhất. Bí thư Đồng,
nói ra thì phải là chúng tôi đến quấy rầy anh, chúng tôi là khách, anh là chủ, nếu như anh còn nói lời khiêm tốn thì chúng tôi là khách cũng cảm thấy ngồi không yên. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo với Đổng Xương Cương, sau đó vừa khẽ cười vừa nói. Có một lời vui đùa của Vương Tử Quân thì bầu không khí trên bàn ăn đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng đám người Đổng Xương Cương vẫn không được thoải mái, vẫn rất chú tâm phục dịch lãnh đạo. Tuy bọn họ rất muốn khuấy động bầu không khí nhưng khi NSNF nụ cười của Vương Tử Quân có ẩn giấu chút uy nghiêm, thế là nghĩ rồi lại thôi, đành phải áp chế. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, rất có hương vị dùng cơm ở một quán ăn sân vườn. Hầu hết là những món ăn địa phương, Vương Tử Quân ăn vào cảm thấy rất có hương vị, thật sự khá thỏa mãn. Nhưng cũng vì vậy mà hắn cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ trung khung của mình cũng thật sự là một nông dân. Bí thư Đồng, thôn nào ở cách xa thị trấn nhất? Vương Tử Quân vừa ăn vừa nói, hắn dùng giọng tùy ý hỏi Đổng Xương Cương. Bách Nha Trại, nơi đó cách chúng ta hơn chục km đường núi, rất khó đi. Đổng Xương Cương vội vàng buông đũa rồi nhanh chóng trả lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, tiếp tục dùng cơm. Đổng Xương Cương thấy Vương Tử Quân không chú ý đến vấn đề này thì cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm này vì Vương Tử Quân không uống rượu cho nên mọi người cũng thiếu đi trình tự mời rượu nhau. Sau khi ăn uống thoải mái thì Vương Tử Quân để cho Lâm Thụ Cường gọi Lỗ Hà Lượng đến gặp. Bí thư Vương, anh tìm tôi có việc gì sao? Lỗ Hà Lượng căn bản cũng không nghỉ ngơi, hắn ở bên cạnh chờ Vương Tử Quân vừa nói chuyện vui đùa với Đổng Xương Cương. Khi nghe nói Vương Tử Quân muốn tìm gặp mình thì tranh thủ chạy đến. Bí thư Lỗ, chút nữa chúng ta đến Bách Gia Trại xem thế nào? Vương Tử Quân ném cho Lỗ Hà Lượng một điếu thuốc rồi cười nói. Lỗ Hà Lượng tuyệt đối không ngờ vị lãnh đạo trẻ tuổi của tỉnh đoàn lại muốn đến Bách Gia Trại. Dù hắn không biết thôn Bách Gia Trại ở chỗ nào nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác khó hiểu. Hắn là một vị bí thư thành đoàn, hắn cũng biết rõ tình huống bên dưới. Nếu vị lãnh đạo này hỏi về tình hình xây dựng tổ chức đoàn của thôn, chỉ sợ quá trình tiếp đãi lãnh đạo lần này sẽ phát sinh vấn đề. Không cần suy nghĩ thì hắn cũng có thể nghĩ ra hoạt động đoàn ở dưới thôn là thế nào. Hiện trạng của nó thật sự chỉ là thế này, bí thư đoàn dưới cơ sở làm gì quan tâm đến xây với trả dựng. Ban ngày làm việc đồng áng, ban đêm ôm vợ mình làm sự nghiệp cao cả, nào có thời gian quan tâm đến việc xây dựng và phát triển tổ chức đoàn. Lỗ Hà Lượng thầm nghĩ như vậy mà thật sự đổ mồ hôi lạnh. Bí thư Vương, tôi nghe bí thư Đồng nói, Bách Gia Trại cách chúng ta hơn chục km đường núi, chỉ sợ đi rồi sẽ không quay về được. Anh đừng lo, nếu phải ở lại thì chúng ta sẽ qua đêm dưới thôn một lần. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút trần trừ của Lỗ Hà Lượng, hắn khẽ cười nói. Tôi thật sự muốn đến xem thế nào. Lỗ Hà Lượng thấy Vương Tử Quân đã quyết thì cũng không tiếp tục mở lời khuyên, hắn vội vàng đi tìm bí thư Đổng Xương Cương để cho ra vài sắp xếp. Đổng Xương Cương cũng thật sự không ngờ Vương Tử Quân muốn đến Bách Gia Trại, trong lòng tuy thầm oán lãnh đạo đang hành hạ mình, thế nhưng hắn lại không dám tỏ ra chậm trễ. Từ thị trấn Lập Sơn đến Bách Gia Trại chỉ có 2-3 km là có thể dùng xe, đoạn đường còn lại chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe kéo của gia súc. Sau khi xe bị ép dừng lại, Đổng Xương Cương cũng chỉ có thể khuyên nhủ Vương Tử Quân, nguồn chuyện TUNGHORNH.COM. Bí thư Vương, từ chỗ này đến Bách Gia Trại còn khoảng 7-8 km, nếu như chỉ là đi bộ. Đổng Xương Cương vừa nói vừa xoa xoa hai tay, thật sự tỏ ra khó xử. Vương Tử Quân nhìn con đường chỉ khoảng 1 mét trước mắt, lại nhìn ánh mắt lấp lánh của Vương Tử Quân, trong lòng thầm hiểu tính toán của vị bí thư thị trấn trước mặt, đối phương rõ ràng không muốn mình đi đến Bách Gia Trại. Nơi này tuy không thể đi xe, thế nhưng Vương Tử Quân là một cán bộ không xa lạ gì công tác địa phương, hắn biết chỗ này nhất định có phương thức giao thông, chẳng qua lúc này vị bí thư đảng ủy kia không muốn cung cấp mà thôi. Nếu nhân dân thôn Bách Gia Trại có thể sống dưới điều kiện thế này, chúng ta đi một chuyến cũng không là vấn đề. Vương Tử Quân cười cười rồi cất bước đi lên núi. Lâm Thụ Cường thấy Vương Tử Quân cất bước đi lên cũng theo sát phía sau. Lỗ Hà Lượng gần đây công tác ở thành phố, hắn thật sự không quá hiểu về thủ đoạn của đám cán bộ tuyến dưới. Lúc này bí thư đã đi lên núi, hắn tất nhiên cũng không thể đi xuống, chỉ có thể vội vàng theo sát Vương Tử Quân. Bí thư Đồng, anh xem phải làm sao đây? Tiểu Quách đứng sau lưng đám người Đổng Xương Cương. Bắt đầu đưa mắt nhìn nhóm Vương Tử Quân đi lên núi mà dùng giọng lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ, còn làm sao nữa, nếu lãnh đạo đã muốn đi, như vậy để cho anh ấy đi.
Tình huống ở Bách Gia Trại cũng không phải do chúng ta tạo thành, dù bọn họ đến thì thế nào. Mở mồm nói vài câu có thể giải quyết được vấn đề gì sao? Đồng Xương Cương tức giận vung tay lên, hắn cũng cất bước đi theo đám người Vương Tử Quân. Ngọn núi cũng không quá cao nhưng có hơi dốc, lúc mới bắt đầu thì Lâm Thụ Cường còn có thể đi cùng với tiến độ của Vương Tử Quân, nhưng sau khi đi được 2-3 km thì thật sự là mệt mỏi thở hồng hộc. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân vẫn đi như trên đất bằng, hắn cũng không thể không bước đi nhanh hơn. Lúc này tuy đã qua thời điểm nóng nhất trong ngày thế nhưng đi trên con đường núi trụi lùi thì đoàn người nhanh chóng cảm thấy cổ họng bốc khói. Sau khi đi được 2 dặm thì Đồng Xương Cương lại nói. Bí thư Vương, tôi thấy chúng ta nên quay về thì hay hơn, vì đường càng đi càng xấu, nếu trời tối thì cũng không quá an toàn. Vương Tử Quân cười khoát tay áo nói. Bây giờ chúng ta đã đi được một nửa, vì sao không tiếp tục đi cho xong? Mọi người nên cố gắng một chút nữa đi. Vương Tử Quân vừa nói vừa tiếp tục bước đi trên con đường núi. Khi trời đã ngã về Tây thì nhóm Vương Tử Quân mới đến Bách Gia Trại. Nơi đây tuy được gọi là Bách Gia Trại nhưng nhà cửa lại quá thưa thớt, giống như chỉ có hơn 100 nóc nhà. Khi Vương Tử Quân đi vào thôn thì chỉ có vài đứa bé và người già ở cổng thôn, nhưng một lúc sau đã có không ít người tập trung lại. Bí thư Đồng, sao anh lại đến đây? Một người đàn ông hơn 40 thấy Đồng Xương Cương thì tiến lên chào đón, hắn đứng trong đám người giống như hạc giữa bầy gà, thế nhưng bộ trang phục lục quân trên người lại đầy miếng vá. Anh Triệu, đây là lãnh đạo tỉnh, anh mau tìm chỗ cho lãnh đạo nghỉ ngơi, đưa đến 2 bình nước ấm. Đồng Xương Cương khẽ gật đầu với đối phương, sau đó lên tiếng phân phó. Anh Triệu dùng ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn đám người Vương Tử Quân, sau đó hắn xoa xoa bàn tay quên cả nói chuyện, cũng không lên tiếng đồng ý mà nhanh chóng đi vào trong thôn. Bí thư Vương, anh Triệu là trưởng thôn của Bách Gia Trại chỉ hơn 100 nhà này, đã từng có thời gian 2 năm làm lính, cũng coi như một người có danh tiếng trong thôn. Đồng Xương Cương khẽ cười với Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân dù có thể chất khá tốt nhưng đi một đoạn đường xa như vậy cũng cảm thấy hai chân rã rời, lúc này đám người bọn họ đi theo trưởng thôn Triệu vào ngồi trong một căn nhà gạch hơi cũ. Căn nhà tuy có chút cũ nát nhưng lại khá yên ắng và mát mẻ, nhưng chủ nhân của căn nhà căn bản chưa từng khi nào tiếp đãi nhiều khách như vậy, tuy đã đem tất cả ghế trong nhà ra, thế nhưng cũng chỉ đủ cho 4 người ngồi mà thôi. Bí thư Vương, điều kiện chỗ này rất đơn sơ, mong ngài tha thứ cho. Đồng Xương Cương cầm lấy một chiếc khăn lau mặt ghế, sau đó nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói lời cảm ơn Đồng Xương Cương, sau đó hắn ngồi xuống ghế. Hắn biết rõ ràng, nếu mình không ngồi thì nhóm người Lỗ Hà Lượng cũng sẽ không dám ngồi. Khi hắn ngồi xuống thì trưởng thôn Triệu đã xách 2 ấm nước nóng đưa đến. Trong mắt trưởng thôn Triệu thì Đồng Xương Cương chính là lãnh đạo cao nhất, nhưng lúc này Đồng Xương Cương lại đứng nói chuyện bên cạnh một người thanh niên, điều này làm cho hắn chợt cảm thấy ngây cả người. Chẳng lẽ tên thanh niên kia là một cán bộ lãnh đạo cao hơn cả bí thư Đồng Xương Cương? Anh Triệu thật sự rất chú ý hầu hạ, chính mình cũng nơm nớp lo sợ. Tuy hắn đã trải qua một thời gian đi lính, cũng là một người có kinh nghiệm, nhưng sau vài năm bôn ba lao động vì kế sinh nhai thì khí chất cũng dần biến mất. Lúc bắt đầu khi trả lời những câu hỏi của vị lãnh đạo trẻ tuổi kia, anh Triệu thật sự cảm thấy rất lo lắng. Nhưng sau đó anh Triệu phát hiện dù mình trả lời thế nào thì vị lãnh đạo trẻ tuổi mà bí thư Đồng cực kỳ tôn kính kia vẫn luôn nở nụ cười, giống như căn bản không có bất kỳ điều gì không hài lòng. Anh Triệu, anh nói xem, bây giờ thôn các anh thiếu nhất là cái gì? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ hỏi anh Triệu. Thiếu nhất là cái gì? Tất nhiên anh Triệu biết thiếu cái gì nhưng lại không dám nói lời thật lòng. Nếu có một câu không thích hợp thì sợ rằng sau này sẽ khó tránh khỏi tình huống bị bí thư Đồng phê bình. Hắn cũng không dám làm chuyện bôi đen thể diện của lãnh đạo thị trấn. Hơn nữa lãnh đạo tuyến trên đi xuống chỉ hỏi cho qua mà thôi, căn bản cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Tuy nghĩ như vậy nhưng trực giác lại nói cho anh Triệu biết, biết đâu vị cán bộ trẻ tuổi với nụ cười vui vẻ kia đến đây để giải quyết vấn đề. Nếu thật sự có thể giải quyết được những vấn đề không nhỏ trong thôn, như vậy hắn không làm trưởng thôn nữa cũng có sao. Điều này rất đáng giá. Anh Triệu, có cái gì thì anh cứ nói, bây giờ có mặt bí thư Vương, anh cứ nói đi. Đồng Xương Cương nói rồi nhìn về phía anh Triệu nở nụ cười rất tươi. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, hắn thật sự không thích lời nói xen vào của Đồng Xương Cương. Chút tâm tư của Đồng Xương Cương nào qua mắt được hắn. Đối phương rõ ràng đang nhắc nhở anh Triệu, có vài lời tốt nhất không nên nói ra. Nhưng Vương Tử Quân cũng không nói lời nào,
lần này sở dĩ hắn muốn đến Bách Gia Trại cũng không phải có hứng mới đi, hắn đến là có mục đích của mình. Anh Triệu không nói cũng không có vấn đề, vẫn là hắn tự mình xem xét thì hay hơn. Anh Triệu tất nhiên có thể hiểu ý nghĩa lời nói của Đồng Xương Cương, bí thư Đồng rõ ràng không muốn hắn nói những lời không hay. Trong đầu hắn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, ánh mắt hắn chợt rơi lên mặt Vương Tử Quân. Hắn nhìn vị lãnh đạo với nụ cười dễ gần, thế là không khỏi vứt hết tất cả những lo lắng ra sau đầu. Bí thư Vương, nói ra thì thôn của chúng tôi có không ít vấn đề, nhưng tôi cảm thấy bức thiết nhất chính là muốn có thêm giáo viên dạy học, vì đám trẻ con trong thôn thật sự không được đến trường. Khi Vương Tử Quân đi đến thì Lỗ Hà Lượng đã cảm thấy rất căng thẳng, hắn đã thấy rõ thôn Bách Gia Trại này thật sự có rất nhiều vấn đề, nếu như Bí Thư Vương không hài lòng thì cực kỳ bất lợi với mình. Sợ nhất là Bí Thư Vương quay về và cho ra văn kiện phê bình, như vậy sẽ rất phiền toái. Nhưng sau khi nghe anh Triệu trả lời, Lỗ Hà Lượng dù có chuẩn bị tâm lý thế nhưng vẫn cảm thấy tâm tính lương thiện của mình bị đả kích nặng nề. Trong thôn không có giáo viên, trẻ con không được đến trường. Như vậy trách nhiệm tuy không phải là của thành đoàn, nhưng nếu truy cứu thật sâu thì vẫn có không ít liên quan. Bí thư Vương, chuyện này. Lỗ Hà Lượng nhìn gương mặt Vương Tử Quân rồi muốn mở miệng giải thích. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lỗ Hà Lượng rồi nói. Đồng chí Hà Lượng, địa phương thế này có rất ít người muốn đến. Lỗ Hà Lượng và Đồng Xương Cương nghe được lời của Vương Tử Quân thì thở dài một hơi, chuyện này nhìn như là việc nhỏ. Thế nhưng nếu Vương Tử Quân níu kéo không tha thì hai người sẽ cực kỳ bị động. Mà bây giờ Vương Tử Quân tỏ ra hiểu biết, tất nhiên sẽ không gì tốt hơn. Nếu so sánh với hai người Lỗ Hà Lượng và Đồng Xương Cương thì anh Triệu mơ hồ có chút thất vọng, trong lòng càng cảm thấy có chút hối hận vì những lời khai báo thật lòng của mình. Vì sao mình không nhìn người rồi hãy nói, đúng là quá lỗ mãng. Anh Triệu, trường tiểu học của thôn ở chỗ nào, anh đưa chúng tôi đi xem. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của anh Triệu, hắn biết rõ ý nghĩ của đối phương. Nhưng hắn cũng không giải thích, hắn đứng lên đi ra ngoài cửa. Đối với cán bộ xã huyện thì sợ nhất chính là không nắm chắc trận chiến, trong quá trình nghênh đón lãnh đạo đến kiểm tra thì sợ hãi nhất chính là bị tập kích. Bây giờ Vương Tử Quân nói muốn đi xem trường tiểu học trong thôn mà không cho ra chút dấu hiệu nào, điều này làm cho Lỗ Hà Lượng thật sự căng thẳng. Đặc biệt là Đồng Xương Cương. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác sợ hãi với vị cán bộ trẻ tuổi kia. Trường tiểu học của thôn Bách Gia Trại chỉ là một gian phòng cũ nát, mưa gió là cho nhà trường giống như biến thành một ông lão phong xương, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Trường nhìn qua giống như không khác nào chiếc răng sắp rụng, cũ nát và heo hút, nếu so với những lời quảng cáo đẩy mạnh giáo dục và trăm năm trồng người, thì thật sự làm cho người ta khó chịu. Khi Vương Tử Quân đến trường thì bên trong còn chưa tan học. Mười mấy đứa bé đang ngồi bên cạnh bàn dùng đá kê lên, đang khẽ đọc bài. Giáo viên là một người đàn ông hơn 40 khá gầy gò, hắn đang ngồi trước bục giảng, đang giảng bài cho học sinh. Đồng Xương Cương tiến đến, hắn muốn thông báo cho giáo viên kia một tiếng nhưng bị Vương Tử Quân kéo lại. Vương Tử Quân đứng bên ngoài phòng học, hắn nghe những âm thanh không đồng nhất bên trong, gương mặt trầm ngâm. Bí thư Vương, thôn Bách Gia Trại thật sự quá xa xôi. Tuy chúng tôi đã nhiều lần làm công tác nhưng cũng không có mấy giáo viên tình nguyện đến nơi này. Đồng Xương Cương đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chương 412, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn tỏ ý bảo Đồng Xương Cương không cần phải nói nữa. Lúc này đám trẻ đã đọc xong bài học, giáo viên trung niên đang dạy học bên trong lấy ra một cây gậy gỗ bên cạnh ghế, sau đó chống gậy đứng lên viết vài chữ lên bảng. Lớp 2 làn bài tập, bây giờ lớp 5 đọc bài. Giáo viên vừa nói vừa kéo chiếc ghế khẽ xê dịch, lúc này Vương Tử Quân mới chú ý người thầy kia bị tàn tật. Khi người đàn ông chuẩn bị giảng bài thì có học sinh phát hiện đoàn người Vương Tử Quân, thầy giáo cũng đứng nhìn mọi người, cũng đặt sách giáo khoa trong tay xuống. Thầy Nghiêm, lãnh đạo đến thăm thôn. Trưởng thôn Triệu thấy thầy giáo nhìn về phía mình, thế là vội vàng lên tiếng. Thầy Nghiêm rõ ràng ít khi gặp phải tình huống này. Chỉ có thể lên tiếng chào anh Triệu, sau đó dừng lại cả nửa phút, lại di chuyển khó khăn về phía nhóm người Vương Tử Quân. Lúc này hắn đi lại khó khăn thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác tiếc hận. Thầy Nghiêm, ngài cứ dạy học đi, chúng tôi đến để xem mà thôi. Khi thầy giáo Nghiêm chuẩn bị đi xuống bục giảng thì Vương Tử Quân tiến lên nghênh đón, lúc này hắn tiến lên đỡ cũng không phải là làm ra vẻ, hắn cảm thấy mình thật sự nên như vậy. Thầy Nghiêm không ngờ vị cán bộ trẻ tuổi này lại dìu lấy mình, càng không nghĩ đối phương lại đưa mình lên bục giảng.
tuy hắn không tiếp xúc nhiều với cán bộ thị trấn, thế nhưng cũng có chút ấn tượng với lãnh đạo thị trấn. Khi thầy Nghiêm lơ đãng đưa mắt nhìn bí thư Đồng Xương Cương, hắn lại phát hiện lúc này bí thư Đồng đang khoát tay với mình, tỏ ý cứ nghe theo lời phân phó của vị cán bộ trẻ này. Vương Tử Quân đỡ thầy Nghiêm lên chiếc ghế trong phòng, sau đó hắn đi ra sau phòng, nơi đó cũng không có ghế, hắn chỉ có thể đứng đó mà thôi. Lâm Thụ Cường thấy Vương Tử Quân đứng đó thì cũng vội vàng đi theo, tuy hắn rất muốn tìm ghế cho bí thư Vương ngồi xuống, thế nhưng lúc này vẫn phải áp chế ý nghĩ này của mình. Hắn là chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, hắn cũng là một kẻ thức thời, biết rõ lúc này không phải là thời điểm mình tiến lên xem xét lãnh đạo có phải đang thoải mái hay không. Thầy Nghiêm tuy cảm thấy không yên nhưng vẫn tiếp tục dạy học. Kiếp trước Vương Tử Quân vẫn là thầy giáo, hắn nhìn vào cũng biết giáo viên dạy học tốt xấu thế nào. Thầy Nghiêm kia tuy không phải một giáo viên giỏi, lời giảng không có nội dung quá sâu sắc, thế nhưng lời lẽ dễ hiểu, lại khó có được ở phương diện chân thành. Đám học sinh trong núi thật sự chưa từng gặp nhiều tình huống như thế này, lúc đầu thấy khách đến thì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đặt tâm tư lên việc học. Lúc này lớp học ở Bách Gia Trại nhìn qua cũng không có gì khác biệt so với trước đó. Nửa giờ qua đi, Vương Tử Quân vẫn đứng ở cuối lớp nghe giảng không chút nhúc nhích. Tuy lúc này hắn ở trong lớp học nhưng tâm tư lại bay ra ngoài. Lần này hắn xuống thị sát nghiên cứu cũng không phải là vì vui vẻ nhất thời, hắn muốn thông qua hoạt động này để làm quen với cục diện cơ sở ở tỉnh Sơn Nam và nhanh chóng mở ra cục diện khi nắm công tác ở tỉnh đoàn. Vương Tử Quân cũng có dự đoán về những tình huống mà mình gặp phải khi xuống cơ sở kiểm tra khảo sát, nhưng hắn không ngờ những gì mình thấy được thật sự kém hơn những gì mình nghĩ gấp vài lần. Vương Tử Quân chợt giật mình tỉnh lại từ trạng thái trầm ngâm khi đám học sinh lớn tiếng kết thúc bài học, lúc này thầy Nghiêm được anh Triệu dìu đi về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đây là thầy Nghiêm của thôn Bách Gia Trại chúng tôi, anh ấy đã dạy học ở đây được hơn 20 năm rồi. Anh Triệu thấy Vương Tử Quân đưa mắt nhìn thầy Nghiêm thì vội vàng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt gầy gò và mệt mỏi của người đàn ông trung niên trước mặt, hắn khẽ vươn tay bắt chặt tay đầy bụi phấn của thầy Nghiêm, sau đó dùng giọng chân thành nói. Thầy Nghiêm, thật sự không thể bỏ qua công lao của ngài đã khổ cực một ngày rồi, ngài cứ đi nghỉ trước đi. Khi đi ra khỏi phòng họp thì Đồng Xương Cương nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn lên tiếng. Bí thư Vương, vì tình hình tài chính căng thẳng, thế cho nên tiền rót xuống cho các trường cũng không đủ, vì vậy tôi phải làm kiểm điểm với anh. Bí thư Đồng, tôi hiểu những gì anh nói, chúng ta để sau rồi hãy nói. Vương Tử Quân khoát tay với Đồng Xương Cương. Tỏ ý cho đối phương không cần tỏ thái độ. Trời dần xuống núi, bây giờ rõ ràng không thể nào rời khỏi thôn Bách Gia Trại. Dù Vương Tử Quân nói rõ ý nghĩ khách theo ý chủ, chỉ cần đơn giản là được, thế nhưng trưởng thôn Bách Gia Trại vẫn yêu cầu vợ lấy ra 20 đồng đến quán bán thực phẩm duy nhất trong thôn để mua về 2 ký thịt, đồng thời lại giết một con gà mái để đãi khách. Đám người Vương Tử Quân ngồi ngoài sân nhà trưởng thôn Bách Gia Trại, vợ chồng anh Triệu đang bận rộn thổi cơm. Vương Tử Quân đã lâu rồi không xuống cơ sở, hắn dùng ánh mắt hứng thú nhìn anh Triệu bận rộn chạy qua lại. Lúc này anh Triệu đang chế biến những thứ vừa được mua về, đang cắt thịt, sau đó là cắt gia vị, cuối cùng đưa đến cho vợ để chiên xào. Mùi hương thơm ngát bùng ra, vợ anh Triệu quả nhiên nấu nướng rất giỏi, lại rất nhanh nhẹn, món thịt kho và xào nhanh chóng được hoàn thiện. Lúc này nồi gà bên kia đã bốc khói nghi ngút, mùi hương béo ngậy truyền vào trong mũi mọi người. Đám người vây quanh một mâm cơm, ai cũng cầm lấy chén ăn uống rất thoải mái. Có thể nói món thịt kho xào dưa chua ăn rất có hương vị, Vương Tử Quân cảm thấy mình chưa từng ăn qua một món ngon thế này ở bất kỳ một khách sạn xa hoa nào trong thành phố. Vì bầu không khí dùng cơm rất vui vẻ, lúc này nhóm người Lỗ Hà Lượng và Đồng Xương Cương cũng không tỏ ra bất an giống như trước lúc dùng cơm. Vương Tử Quân khẽ cười với anh Triệu, sau đó dùng giọng dứt khoát nói. Anh Triệu, có rượu không? Nếu có rượu thì gọi thầy Nghiêm đến đây, chúng ta uống vài ly. Có rượu. Anh Triệu thật sự không ngờ vị lãnh đạo từ trên tỉnh xuống lại hiền hòa như vậy, lại muốn uống rượu với mọi người, thế là tranh thủ đồng ý. Nhưng không phải là rượu ngon, chỉ là rượu nhà tự ủ mà thôi. Rượu gạo là tốt rồi, như vậy mới ngon. Vương Tử Quân khoát tay chặn lời anh Triệu rồi cười nói. Đồng Xương Cương cũng không ngờ khi dùng cơm ở ủy ban thì bí thư Vương không dùng rượu, nhưng bây giờ xuống thôn dùng cơm trong nhà trưởng thôn lại muốn uống rượu. Dù bí thư Đồng xuống Bách Gia Trại số lần không nhiều, hắn cũng thật sự không biết rượu ở đây là thế nào, nhưng khi nghĩ đến loại rượu được lên men và nấu ra dưới thôn,
hắn thật sự hối hận vì sao mình không đưa hai chai rượu đến đây. Nhưng khi Vương Tử Quân tự nhiên uống hết một ly rượu thì Đồng Xương Cương đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này những món ăn trên bàn vẫn còn rất nóng, đặc biệt là món súp gà, hương khói nồng nặc. Tất nhiên dưới thôn sẽ không thiếu món lạc luộc, trứng gà chiên, thậm chí còn có một con cá hấp. Điều làm cho Đồng Xương Cương cảm thấy vui mừng chính là trong lúc ăn cơm thì Vương Tử Quân hầu như không hỏi đến các vấn đề ở trong thôn, tuy cũng không phải yên lặng dùng cơm, thế nhưng chỉ nhắc đến những câu chuyện đời thường mà thôi. Lúc đầu khi đối mặt với Vương Tử Quân thì anh Triệu và thầy Nghiêm thật sự không dám thả lỏng, thế nhưng khi rượu ngấm vào người thì cả hai người dần thoải mái hơn. Sở dĩ bọn họ có thể thoải mái thứ nhất là vì Vương Tử Quân đối đãi rất tùy ý, thứ hai cũng là vì uống được vài lượt rượu, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn. Khi nói chuyện với Vương Tử Quân, anh Triệu phát hiện vị bí thư Vương cực kỳ trẻ tuổi kia không phải là chẳng biết gì, ngược lại giống như một chàng thanh niên nông dân điển hình, biết rất nhiều tình huống liên quan đến thôn Bách Gia Trại. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, nếu không phải ngài là lãnh đạo từ tuyến trên xuống, tôi còn nghĩ rằng anh là cán bộ thị trấn chịu trách nhiệm liên lạc với thôn chúng tôi. Anh Triệu nâng ly kính Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói. Đồng Xương Cương cau mày, hắn vội vàng nhìn về phía Vương Tử Quân, chợt thấy Vương Tử Quân nâng ly lên cùng với anh Triệu, căn bản không chút tức giận. Rượu gạo của thôn Bách Gia Trại tuy không dễ uống nhưng độ cồn lại không cao. Vương Tử Quân uống vào vài ly mà đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Sau khi anh Triệu ngồi xuống, hắn cười ha hả nói. Tôi mặc dù không công tác ở thị trấn Lập Sơn, thế nhưng tôi từng công tác ở địa phương khác được 2 năm, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly hướng về phía thầy Nghiêm, lại nói. Thầy Nghiêm, nghe nói thầy đã dạy ở Bách Gia Trại được hơn 20 năm, tôi cũng không nói gì khác, chúng ta cùng cụng ly. Thầy Nghiêm rõ ràng không phải là người nhiều lời, khi đi đến những trường hợp thế này thì hắn rất ít khi mở miệng. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân nâng ly, trong mắt thầy Nghiêm chợt có chút hơi nước lấp lánh. Hắn lúc này đã căn cứ vào những cuộc trò chuyện trước đó để biết thân phận của Vương Tử Quân, đây chính là một vị phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn, cấp bậc không khác gì một vị phó chủ tịch thành phố. Bây giờ đối phương chẳng những không bày ra kiểu cách nhà quan, hơn nữa còn mời rượu mình theo kiểu cách đáng cảm động như vậy. Cảm ơn bí thư Vương. Thầy Nghiêm cố gắng áp chế cảm xúc của mình, hắn nâng ly rượu lên uống cạn. Anh Triệu cầm chai rót đầy rượu vào ly cho Vương Tử Quân và thầy Nghiêm, sau đó hắn chợt lên tiếng cảm khái. Bí thư Vương, bí thư Đồng, các anh cũng đừng nói tôi đây không có việc gì chỉ biết khoe người nhà. Nói thật, trong thôn Bách Gia Trại này, người tôi phục nhất chính là thầy Nghiêm, người sống đẹp nhất cũng là anh ấy. Nếu không có thầy Nghiêm, đừng nói là đám học sinh vào thời điểm hiện tại. Dù là những đứa trẻ trước đó cũng đừng hòng có cơ hội đến trường. Anh Triệu, anh nói những lời như vậy làm gì? Thầy Nghiêm phất phất tay với anh Triệu, muốn ngăn cản anh Triệu nói tiếp. Thầy Nghiêm, anh đừng cản tôi chỉ muốn nói lời thật lòng. Bí thư Vương, anh không ngại nghe tôi nói vài câu chứ? Anh Triệu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lúc này cơ thể đã có chút lắc lư qua lại. Bí thư Vương, anh sẽ không chú ý đến những lời của tôi đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút hăng say của anh Triệu, hắn khẽ cười nói. Chỗ này anh là chủ, tôi sao lại chú ý nhiều thứ như vậy? Hơn nữa tôi cũng thích nghe như thế. Anh xem, bí thư Vương cũng không ngại chúng ta nói vài lời, thầy Nghiêm còn cản tôi làm gì? Những lời này tôi đã sớm nói với anh, nhưng mãi mà không có dịp, hôm nay thừa dịp có bí thư Vương ở đây, tôi xem như nói những lời cất giấu trong tim ra ngoài. Thầy Nghiêm! Đám con cháu ở Bách Gia Trại này đều nhớ rõ đại ân đại đức của ngài. Từ khi ngài đến thôn Bách Gia Trại, anh đã đào tạo đám trẻ trong thôn một cách thật lòng, tận tụy, thật tâm. Trước đây ít năm anh vốn có cơ hội được điều đi, cũng vì tôi đi tìm anh, giữ anh lại, vì sao lúc đó anh không quyết tâm đến nơi tốt hơn. Nếu anh đi thì bây giờ biết đâu đã ở trong huyện thành, đã ở nhà lầu. Nếu anh đi, cũng không vì cứu ba đứa bé mà để cho lũ quét đánh gãy chân. Nói đến phần sau thì anh Triệu thật sự có chút ai oán, nhưng người ngồi nơi đây lại không ai chê cười hắn. Vương Tử Quân nhìn một người đàn ông hơn 40 tỏ ra xúc động, trong lòng thật sự sinh ra cảm khái. Nhưng khi thầy Nghiêm khuyên anh Triệu, ánh mắt Vương Tử Quân chợt mở lớn, hắn cũng không phải nhìn về phía anh Triệu, mà nhìn về phía bí thư Đồng Xương Cương ngồi cách anh Triệu không xa. Đồng Xương Cương lúc này đã thật sự đứng ngồi không yên, ánh mắt của Vương Tử Quân càng làm cho hắn đổ mồ hôi hột. Tuy Vương Tử Quân không nói gì nhưng trong lòng Đồng Xương Cương có quỷ,
hắn đã hiểu Bí Thư Vương đã sinh ra hoài nghi với sự kiện kia. Bí Thư Vương, tôi... Đồng Xương Cương muốn mở miệng giải thích, nhưng sau khi nói một câu như vậy thì đột nhiên phát hiện mình không có gì hay để nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn không cho Đồng Xương Cương nói tiếp, như vậy đã quá đủ, những hoài nghi trong lòng hắn đã được chứng thực. Lỗ Hà Lượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân thì cũng không biết phải làm sao, hắn không biết trong sự việc này là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết bây giờ Bí Thư Vương đang rất mất hứng. Bí Thư Vương, anh Triệu tôi cũng không thích cầu người, nhưng tôi còn phải cầu xin anh một lần. Anh có thể để cho thầy Triệu vào biên chế chính thức hay không? Anh ấy đã là một thầy giáo lâu năm. Vương Tử Quân không gật đầu, cũng không tỏ thái độ, chỉ cho người dìu anh Triệu đi nghỉ ngơi. Khi anh Triệu rời khỏi bàn tiệc, bầu không khí vừa hòa thuận vui vẻ đã nhanh chóng trở thành cực kỳ đè nén. Anh Triệu say khướt bỏ đi, lúc này coi như bữa tiệc rượu cũng coi như kết thúc. Tuy vấn đề chỗ ở của thôn dân khá căng thẳng, thế nhưng vì có Đồng Xương Cương, anh Triệu tất nhiên phải hao tốn nhiều tâm tư để sắp xếp chỗ ngủ cho các vị lãnh đạo. Vương Tử Quân được sắp xếp ngủ trong một gia đình khá giả ở thôn Bách Gia Trại, chăn mền nhìn qua giống như là hàng mới, nghe nói là chuẩn bị cho con gái xuất giá. Tuy vải vóc khá thô nhưng vì trước đó đã đưa ra ngoài phơi một buổi chiều, thế cho nên đã bay hết mùi ẩm mốc, có hương vị ánh sáng mặt trời. Mãi đến khi anh Triệu đã ngủ say, Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm. Nhưng càng là như vậy thì Lỗ Hà Lượng và Đồng Xương Cương đều cảm thấy bất an. Bọn họ cảm thấy Bí Thư Vương mở miệng của trách một phen sẽ tốt hơn là im lặng như vậy, điều này nói rõ vấn đề này luôn ẩn trong lòng của Bí Thư. Khi anh Triệu đề xuất yêu cầu Vương Tử Quân giải quyết chuyện tiến lên biên chế chính thức của Thầy Nghiêm, trong lòng Lỗ Hà Lượng đã thầm chuẩn bị, chỉ cần Vương Tử Quân nói ra, hắn nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng Bí Thư Vương lại không nói gì, điều này làm cho Lỗ Hà Lượng cảm thấy cực kỳ không yên. Nhưng hắn lại lập tức an ủi mình. Những chuyện liên quan đến giáo viên như thế này thì đừng nói là ở nơi đây, trong tỉnh cũng không phải là ít. Các vị lãnh đạo đã quá quen thuộc với các vấn đề này, vì thế cũng không quá miệt mài theo đuổi. Nếu so sánh với Lỗ Hà Lượng thì Đồng Xương Cương lại thật sự chạy tới chạy lui như kiến bò chảo nóng, hắn nóng vội không phải là vì chuyện tiến vào biên chế của Thầy Nghiêm, chính là một vấn đề khác. Lúc này Đồng Xương Cương hận không thể cho mình hai tát, nếu không phải mình lắm mồm giới thiệu Tiểu Quách. Thế nào lại chọc ra sự kiện dâu ông nọ cắm cằm bà kia thế này? Đồng Xương Cương là bí thư đảng ủy thị trấn Lập Sơn, tất nhiên hắn biết rõ ai là người ra tay cứu người vào trận lũ quét năm ngoái. Nhưng hắn vì muốn nịnh nọt chú của Tiểu Quách, thế là cho người chạy đến Bách Gia Trại làm công tác tư tưởng, sau đó đổ tất cả công trạng lên đầu Tiểu Quách. Không ngờ trưởng thôn Bách Gia Trại là anh Triệu lại moi chuyện cũ ra, lại nói rõ với bí thư vương, thế là chính thức chọc phá trò nói dối trắng trợn của chính quyền thị trấn. Sau khi sự kiện lũ quét đi qua, sự kiện liều mình cứu người đã được người ta bóp méo, anh hùng bị thay tên đổi chủ, như vậy thì Bí Thư Vương sẽ nghĩ như thế nào? Tốt nhất là Bí Thư Vương đừng để trong lòng, nếu tiến vào lỗ tai bên này và chảy ra từ bên kia thì quá tốt. Đồng Xương Cương biết rõ vị lãnh đạo tỉnh đoàn này cũng không có quá nhiều quan hệ lệ thuộc với mình, nhưng có một vấn đề mà hắn hiểu, chính là chỉ cần vị lãnh đạo này mở miệng muốn nắm bắt mình, căn bản không là vấn đề. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo huyện sẽ không vì một tên bí thư đảng ủy thị trấn nho nhỏ mà đắc tội với một vị cán bộ lãnh đạo tỉnh đoàn trẻ tuổi với tương lai sáng rực. Đồng Xương Cương do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định cần phải nắm thế chủ động ở phương diện này. Thế là hắn lén đi vào nhà Vương Tử Quân đang ngủ, muốn trò chuyện với Bí Thư Vương. Đồng Xương Cương thấy đèn trong nhà vẫn sáng, Vương Tử Quân đang nói chuyện phiếm từng câu với chủ nhà. Đồng Xương Cương đã có đủ dũng khí. Hắn quyết định đi vào bên trong. Hắn khẽ gõ cửa phòng Vương Tử Quân, sau đó khẽ lên tiếng. Thái Thần Bân và Vương Tử Quân đang ở trong phòng, khi nghe thấy tiếng nói của Đồng Xương Cương, Thái Thần Bân trực tiếp đi ra mở cửa. Đồng Xương Cương thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên ghế, không biết thế nào mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác cực kỳ rung động. Bí thư Đồng đến đấy à? Vương Tử Quân vẫn mang theo nụ cười như trước, hắn phất tay áo với Đồng Xương Cương, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống. Tôi đến xem ngài có cần gì không? Đồng Xương Cương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ hỏi. Chỗ này đã chuẩn bị rất tốt, Bí Thư Đồng cũng đừng nên quá chú ý. Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi, anh Đồng cũng đừng quên trả phí dừng chân. Vương Tử Quân nhìn về phái Đồng Xương Cương rồi cười nói. Tất nhiên, chúng ta sẽ tuyệt đối không để cho nhân dân có hại. Đồng Xương Cương liên tục gật đầu,
đối với hắn thì bây giờ điều cần làm nhất là biểu hiện cho tốt trước mặt Vương Tử Quân, cũng xem như tranh thủ chút ấn tượng cho mình. Chủ nhà thấy Đổng Xương Cương đến thì thật sự không dám thở mạnh một tiếng. Hắn vốn tưởng tên thanh niên đến nhà mình ngủ chính là một cán bộ bình thường từ trên tỉnh xuống, bây giờ nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Đổng Xương Cương, có thể thấy thân phận của cán bộ thanh niên kia là cao vời như thế nào so với trí tưởng tượng của mình. Không cần, không cần, chỉ là ngủ nhờ một đêm mà thôi, không có gì cả. Chủ nhà vốn không dám mở miệng, nhưng bây giờ nghe thấy lãnh đạo nói liên quan đến mình, thế là vội vàng khoát tay nói. Anh Hà cũng không cần chối từ, ở trọ phải trả tiền, anh chối chính là muốn đuổi tôi đi. Vương Tử Quân vung tay lên với chủ nhà, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói. Chủ nhà đã liên tưởng đến địa vị của Vương Tử Quân, thế là cũng không nói gì nữa, chỉ là nói lãnh đạo đến nhà mình ở là phúc khí, nào cần phải khách khí. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Đổng Xương Cương, thấy hai mắt Đổng Xương Cương lấp lánh hào quang, thế là hắn khẽ khô tay nói. Bí thư Đổng, tôi cũng có vài lời muốn nói với anh, cũng đừng đứng đó, anh ngồi xuống đi. Đổng Xương Cương ngồi xuống với bộ dạng lo sợ bất an, dĩ vãng hắn đã gặp qua không ít lãnh đạo, nhưng khi đối mặt với các vị lãnh đạo từ thành phố đi xuống, hắn thật sự rất sinh động, xuất khẩu thành thơ. Nhưng hôm nay đối diện với một vị cán bộ lãnh đạo hiền hòa bình dị và gần gũi như Vương Tử Quân mà trên đầu hắn giống như có đeo vòng kim cô, đầu óc giống như không nghe theo lời chỉ huy của mình. Vương Tử Quân căn bản không xa lạ gì cán bộ xã thị trấn, hắn và Đổng Xương Cương nói về vấn đề phát triển kinh tế địa phương, nói về công tác của thị trấn, thậm chí còn nói đùa vài câu về công tác nông thôn và kế hoạch hóa gia đình. Đối mặt với vẻ ung dung chậm rãi của Vương Tử Quân, Đổng Xương Cương cũng thả lỏng khá nhiều, trong lòng càng có vài phần ý nghĩa bội phục viên cán bộ trẻ tuổi kia. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân cho ra vài phân tích và trình bày việc phát triển kinh tế địa phương. Điều này càng làm cho hai mắt Đổng Xương Cương chợt tỏa sáng. Nếu nói Đổng Xương Cương thật sự phục vì một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân có thể tiến lên vị trí phó giám đốc sở thì rõ ràng là giả, nhưng bây giờ nghe Vương Tử Quân nói chuyện, hắn lại cảm thấy dù vị cán bộ lãnh đạo thanh niên kia có bối cảnh thế nào thì ít nhất cũng cho người ta sinh ra cảm giác tài năng. Bí thư Vương, có phải anh từng công tác ở địa phương? Đổng Xương Cương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ nói. Trước kia Bí Thư Vương từng là đảng ủy xã, nhưng cũng không phải ở tỉnh Sơn Nam. Thái Thần Bân ngồi bên cạnh cầm lấy máy chơi game rồi nói với Đổng Xương Cương. Bí Thư Vương từng là Bí Thư đảng ủy xã. Điều này thật sự làm cho Đổng Xương Cương cảm thấy bất ngờ, hắn nghĩ rằng Vương Tử Quân là một vị quan chức cấp cao, phải là cán bộ từ trên trung ương đi xuống mới đúng. Bí Thư Vương, tôi thật sự cần phải làm kiểm điểm với anh, công tác của thị trấn chúng tôi là không tốt. Tôi đảm bảo với anh. Sau này nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác, sẽ nhấn định cố gắng, sẽ trăm phương ngàn kế để đẩy mạnh xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục trong thị trấn. Đổng Xương Cương thấy đã đến đúng thời điểm, thế là không khỏi mở miệng kiểm điểm. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Đổng, anh có tâm tư tốt như vậy là được, cũng không cần ngồi đây bộc lộ trước mặt tôi, cho dù anh có tỏ thái độ thế nào thì tôi cũng không thể nào đề bạt được anh, tôi cũng không thể cướp đoạt chức năng nhiệm vụ của phòng tổ chức huyện các anh được. Nhưng tôi có một câu thế này, yêu cầu Bí Thư Đổng nên nỗ lực, vì làm quan một phương thì cần phải tạo phúc cho một phương, ít nhất cũng phải làm cho dân vài chuyện thực chất, như vậy mới có thể an tâm. Chương 413, khát vọng được đi học. Vương Tử Quân nói lời vui đùa, Đổng Xương Cương cũng cười theo. Khi thấy Vương Tử Quân có hứng thú để nói ra những lời vui đùa như vậy, Đổng Xương Cương đã thả lỏng hơn rất nhiều, hắn thầm nghĩ, biết đâu vị bí thư này căn bản không nhìn ra sơ hở của mình. Đổng Xương Cương ngồi thêm một lát, nói thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó chậm rãi bỏ đi. Khi Đổng Xương Cương bỏ đi thì trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Thái Thần Bân. Bí thư Vương, cũng không còn sớm nữa, ngài cũng nên nghỉ ngơi là được rồi. Thái Thần Bân nhìn ra ngoài rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Thần Bân, tôi nhờ cậu hỏi chuyện kia, cậu nghe ngóng thế nào rồi? Bí thư Vương, tôi đã hỏi rõ ràng. Năm ngoái thị trấn Lập Sơn phát sinh một vụ lũ quét nhỏ, thầy Nghiêm vì cứu ba học sinh mà trở thành như vậy, trong số các học sinh được cứu, còn có con gái của chủ nhà này. Vương Tử Quân cầm một điếu thuốc chậm rãi hít vài hơi, Thái Thần Bân lại có chút do dự, hắn nói. Chuyện này rất rõ ràng, tiểu quét căn bản là chiếm công lao của thầy Nghiêm. Điều này tôi biết rõ. Vương Tử Quân khoát tay áo thản nhiên nói. Thái Thần Bân nhìn Vương Tử Quân trầm ngâm,
hắn thật sự có chút không rõ ràng. Thứ nhất, những gì mà Vương Tử Quân gần đây chú ý đến thường sẽ phải được xử lý, hơn nữa xử lý với tốc độ rất cao, cho dù gặp lãnh đạo thượng cấp cũng chưa từng do dự, nhưng bây giờ thì sao? Không phải chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn sao? Chỉ cần bí thư Vương mở miệng, dù là lãnh đạo thành phố cũng phải nể mặt. Ngủ đi. Vương Tử Quân khẽ rụi tàn thuốc, sau đó hắn tiện tay thổi ngọn đèn cách đó không xa. Bầu không khí sáng sớm ở thôn Bách Gia Trại thật sự giống như một con đường được rửa sạch, cực kỳ tươi mát. Vương Tử Quân lúc này đã thức dậy, các vị thôn dân có thói quen dậy sớm cũng đã thức dậy. Anh Hà là chủ nhà bắt chuyện một câu với Vương Tử Quân rồi nhanh chóng đi ra đồng, trong nhà chỉ còn lại con gái lớn đang nấu cơm và một cô con gái còn nhỏ tuổi. Các cô gái trong thôn đều rất ngại gặp người lạ, thế cho nên các cô gái trong nhà cố gắng trốn tránh Vương Tử Quân đang ở nhờ nhà mình. Con gái lớn của anh Hà chỉ khẽ gật đầu với Vương Tử Quân rồi đi xuống phòng bếp, con gái nhỏ thì lại cầm lấy một quyển sách giáo khoa, bắt đầu đọc bài. Tiểu Hà, cháu đọc sai rồi, chữ này có hai âm, cháu mới đọc có một âm, tuy nó khá giống nhưng tính ra thì vẫn sai, không phù hợp. Vương Tử Quân nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế đọc bài mà cười ha hả nói. So sánh với chị gái thì Tiểu Hà cũng không quá ngại ngùng với Vương Tử Quân. Nàng thật sự còn có chút hiếu kỳ với hắn nhưng thật sự không dám mở miệng. Bây giờ thấy vị đại ca kia đang cười cười nói chuyện với mình, thế là nàng cũng lớn gan hẳn lên. Không sai, thầy Nghiêm đọc như vậy mà. Tiểu Hà lắc bím tóc trên đầu rồi nghiêm túc nói. Tuy Tiểu Hà ăn mặc có vẻ cũ nát thế nhưng vẻ khờ dại và hoạt bát của một cô bé biểu hiện rất rõ ràng, rất sáng lạn và thanh thản. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của Tiểu Hà, những cảm giác hậm hực trong lòng đã biến mất, hắn cười ha hả nói. Tiểu Hà, thầy cũng không phải nói gì cũng đúng, thầy cũng có khi mắc lỗi. Em không tin, thầy Nghiêm sẽ không bao giờ mắc lỗi. Giống như thứ gì đó cực kỳ thần thánh trong lòng mình bị xúc phạm, Tiểu Hà trừng mắt bất mãn nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể nói gì với một cô gái đáng yêu và chân thật như vậy? Hắn chỉ có thể lắc đầu nói. Tiểu Hà, anh cũng không phải nói về người thầy của em, anh nói chính mình, vì năm xưa anh cũng từng là giáo viên. Anh cũng từng là giáo viên. Hai mắt nhỏ xíu xinh xắn của Tiểu Hà chợt mở lớn thành hình tròn, rõ ràng từ sâu trong lòng nàng thì giáo viên là những người rất giỏi. Đúng vậy, hơn nữa anh từng là giảng viên ở trường đại học. Vương Tử Quân cười nói. Chú Vương, có phải học đại học rất vui không? Có phải bọn họ sẽ được học rất nhiều thứ, có phải sẽ có rất nhiều thầy cô không? Tiểu Hà chợt lên tiếng, cách xưng hô cũng thay đổi, ánh mắt đầy mơ mộng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt với ước mơ vô hạn về tri thức của Tiểu Hà, không biết vì sao trong lòng sinh ra cảm giác khổ sở, hắn gật đầu nói. Nơi đó có rất nhiều giáo viên, cũng có thể học được rất nhiều thứ. Ôi, nếu cháu có thể được lên đại học thì tốt quá. Tiểu Hà dùng hai bàn tay nhỏ chống cằm, nàng khẽ nói, nhưng ngay sau đó nàng lại dùng giọng vui vẻ nói. Chúng cháu có thầy Nghiêm, cũng học được rất nhiều thứ. Đúng rồi, chú Vương. Chú có biết học sinh trong thành phố học cái gì không? Học sinh trong thành phố học cái gì? Vương Tử Quân vốn rơi vào trong trầm ngâm, đúng lúc này thì một kế hoạch có sẵn trong lòng chợt lóe lên, nó vốn chỉ là một ý nghĩ tạo ra thành tích lớn cho hắn, nhưng lúc này hắn lại ném tất cả ý nghĩ thành tích ra khỏi đầu mình. Vương Tử Quân tự nhận mình không phải là thánh nhân, hắn có ý nghĩ riêng của mình, thế nhưng lúc này nhìn cặp mắt hồn nhiên ngây thơ của Tiểu Hà, trong lòng hắn chợt bùng lên chút cảm giác khác lạ. Học sinh trong thành phố học được cái gì thì các cháu cũng có thể được học giống như vậy. Một lời giống như tuyên ngôn mà cũng giống như hứa hẹn được phát ra từ miệng Vương Tử Quân, âm thanh còn vang vọng trong không gian. Tiểu Hà ngồi trên ghế chợt cảm thấy chú Vương trước mặt trở nên rất nghiêm túc, tuy lời nói của chú Vương vẫn rất êm tai, thế nhưng nàng lại không biết lời lẽ của chú Vương nặng nhẹ thế nào. Trẻ con vẫn luôn là trẻ con, nàng cũng không nghĩ quá nhiều về những gì mà mình không hiểu. Thế là nàng đặt quyển sách trong tay xuống rồi khẽ nói, chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn. Chú Vương, chú giúp cháu kiểm tra một chút, để xem cháu đã thuộc chưa. Được, để chú dò cho. Vương Tử Quân tiếp nhận sách giáo khoa trong tay Tiểu Hà, sau đó cười ha hả nói. Âm thanh trong trẻo của Tiểu Hà lại vang lên trong sân, Vương Tử Quân cầm sách trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bí thư Vương, ngài thật sự rất vui vẻ. Sau khi Tiểu Hà đọc xong thì Lỗ Hà Lượng đi đến với nụ cười sáng lạn. Hắn nhìn Tiểu Hà đang đứng bên cạnh Vương Tử Quân để chờ một lời bình rồi cười ha hả nói.
nha đầu này cũng xem như tìm cho mình một người thầy tốt. Lỗ Hà Lượng cũng không đến một mình, theo sau còn có Đổng Xương Cương. Nhưng lúc này Đổng Xương Cương căn bản không có cơ hội lên tiếng, vì hắn thật sự có chênh lệch lớn với Lỗ Hà Lượng, vì thế khi Lỗ Hà Lượng lên tiếng thì hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo với hai người Lỗ Hà Lượng, sau đó hắn nói với Lỗ Hà Lượng. Hai người các anh cứ ngồi đó một chút, trước tiên tôi nói rõ những điểm sai của cô bé này cái đã. Hai người Lỗ Hà Lượng tất nhiên sẽ không dám phản đối lời phân phó của Vương Tử Quân, bọn họ ngồi xuống hai chiếc ghế đầu, cùng lắng nghe Vương Tử Quân nói những điểm sai của Tiểu Hà. Một mùi hương thơm ngát từ trong nhà bếp bay ra khi Vương Tử Quân đang chỉ điểm sai cho Tiểu Hà. Lúc này Tiểu Hà vốn đang chú tâm lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân, nàng chợt tỏ ra đứng ngồi không yên, ánh mắt to tròn chốc chốc lại nhìn về phía nhà bếp. Tiểu Hà, nghe giảng phải chăm chú, không chăm chú thì sẽ bị phạt. Vương Tử Quân nhìn thấy Tiểu Hà nghiêng đầu nhìn, hắn không khỏi cười ha hả nói. Chú Vương, hôm nay chị cháu nấu bánh ngọt đấy. Tiểu Hà thật sự chịu không nổi nữa, nàng cũng không chờ Vương Tử Quân nói xong thì vội vàng chạy ra. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Tiểu Hà, thật sự là một cô bé điển hình, thế là không khỏi nở nụ cười và đi theo phía sau. Bí thư Vương, bọn trẻ đều là như vậy, chưa từng che giấu những suy nghĩ thật sự trong lòng, ở cùng với bọn trẻ thế này thật sự là một chuyện làm cho người ta thoải mái. Lỗ Hà Lượng thật sự rất có trình độ, sau khi Tiểu Hà bỏ đi thì hắn cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, bọn trẻ là như vậy, thế cho nên mới cần giáo viên dạy bảo. Bí thư Vương, tôi chuẩn bị quay về sẽ kết hợp với phòng giáo dục thành phố, để xem năm nay bọn họ có thể phái ra một nhóm sinh viên vừa ra trường xuống các quận huyện vùng sâu hay không, đặc biệt là những thị trấn kinh tế không phát đạt như Lập Sơn, càng phải là nơi có điểm nghiêng phù hợp. Lỗ Hà Lượng thấy Vương Tử Quân rất hào hứng thì vội vàng nói ra những ý nghĩ mà mình đã suy nghĩ cả đêm cho Vương Tử Quân. Lỗ Hà Lượng là một vị cán bộ lãnh đạo, tất nhiên hắn là người cực kỳ nhạy cảm. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói gì, thế nhưng thấy Vương Tử Quân chọn đi đến Bách Gia Trại, lại tự mình ở trong phòng nghe giảng khá lâu, thế là hắn cũng cảm ứng được vấn đề. Nếu nhìn vào những gì mọi người nói chuyện với nhau vào buổi tối thì khó thể nhận ra điều gì, thế nhưng xem xét kỹ lưỡng thì sẽ đoán được chút tâm tư của lãnh đạo. Đổng Xương Cương cũng hiểu rất rõ ý đồ của Lỗ Hà Lượng, hắn thầm nghĩ, vị bí thư thành đoàn này cũng không phải là tầm thường, thật sự cũng rất nhanh nhạy ở phương diện lên tiếng hùa theo lãnh đạo. Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu điều đến cho thị trấn mình thêm vài giáo viên cũng tốt. Đồng thời lúc này hắn cũng cảm nhận được lực lượng của Bí Thư Vương, đồng thời ý nghĩ muốn làm tốt quan hệ với Bí Thư Vương càng thêm mạnh mẽ hơn. Biện pháp như vậy thật sự không tệ. Dù Vương Tử Quân cũng không hài lòng lắm với biện pháp như vậy, thế nhưng dù sao đó cũng là một lời nói làm cho mình vừa lòng, là báo cáo công tác hướng về phía mình, thế cho nên hắn cũng cho đối phương một lời đánh giá tích cực. Nụ cười trên mặt Lỗ Hà Lượng lại sáng thêm vài phần. Đối với hắn thì chuyện được Vương Tử Quân khẳng định, đây là một thành tích không nhỏ của hắn. Tuy Vương Tử Quân không thể quyết định được vận mệnh của hắn, nhưng chỉ cần Vương Tử Quân lên tiếng, cũng sẽ có lực ảnh hưởng đến bí thư thị ủy của bọn họ. Chú Vương, chú nếm thử món bánh của chị cháu nấu xem, rất ngon đấy. Tiểu Hà cầm một rổ bánh trong tay chạy ra nói. Những chiếc bánh nướng vàng óng mang theo mùi hương thơm ngát làm cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn ăn. Vương Tử Quân vốn cũng không quá đói. Thế nhưng lúc này một cảm giác đói bụng chợt xuất hiện dữ dội. Cô bé này thật đáng yêu. Đổng Xương Cương nhìn Vương Tử Quân cầm lấy một cái bánh rồi cười ha hả nói. À, nhưng mà nha đầu đáng yêu này cũng vừa mới trả qua một tai nạn, năm ngoái thiếu chút nữa đã hai lần mất mạng, đều liên quan đến lũ quét. Vương Tử Quân cắn một miếng bánh rồi thản nhiên nói. Vẻ mặt Đổng Xương Cương chợt trở nên cực kỳ khó coi. Đến lúc này hắn mới biết vị bí thư kia hiểu rất rõ nhưng chẳng qua không nói ra mà thôi. Hắn nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như trượt từ tên vách núi xuống vực sâu bên dưới. Đổng Xương Cương biết rất rõ nếu Vương Tử Quân truy cứu sự việc lần này thì sẽ có bao nhiêu kết quả nghiêm trọng. Cho dù là chú của Tiểu Quách cũng không thể gánh chịu được trách nhiệm này. Chú Vương, thầy Nghiêm nói rằng những chuyện đó không cần phải nhớ đến làm gì, chú xem, cháu thậm chí đã quên rồi. Nhưng năm ngoái cháu chỉ thiếu chút nữa bị lũ quét cuốn đi một lần, cũng không phải là hai lần. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trẻ thơ của Tiểu Hà mà khẽ nở nụ cười. Lúc này Thái Thần Bân cũng đi đến, hắn cũng nghe thấy lời đối thoại của Bí Thư Vương và cô bé bên kia, nhưng khi nhìn sang thì thấy gương mặt Lỗ Hà Lượng và Đổng Xương Cương đều trở nên trắng bệch.
Bí thư Vương, chuyện này. Lỗ Hà Lượng lúc này đã mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó, nhưng hắn không hiểu tình hình thực tế, khốn nổi Vương Tử Quân đã nói ra thì hắn là hạ cấp dù thế nào cũng phải bày tỏ thái độ. Tuy nó không phải là phạm vi chức quyền của hắn, thế nhưng hắn tin chỉ cần mình và Vương Tử Quân cùng báo lên, sợ rằng lãnh đạo thành phố sẽ cực kỳ coi trọng. Đồng Xương Cương cảm thấy lần này rất có thể mình sẽ rơi vào tình huống khốn khổ, người khác thì dễ nói, nhưng sự việc này thật sự là hắn trốn không thoát khỏi liên quan. Nếu như nói đúng sự thật, chỉ sợ rằng vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Lập Sơn của hắn sẽ bị đổi chỗ. Lỗ Hà Lượng muốn nói gì thì Đồng Xương Cương hiểu rất rõ, nếu đổi lại là hắn thì cũng sẽ nói như vậy. Dù sao hắn và Lỗ Hà Lượng cũng không có tình cảm gì, Lỗ Hà Lượng cũng không có nghĩa vụ bảo vệ mình. Bí thư Lỗ, chỉ là một câu nói vui đùa mà thôi. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng không phục trêu ghẹo Tiểu Hà. Không biết là tiểu nha đầu này giả vờ hay thật sự hồ đồ, ngay cả một hay hai lần cũng không phân biệt rõ ràng. Vương Tử Quân vung tay cản Lỗ Hà Lượng tỏ thái độ, sau đó hắn mới mỉm cười, ánh mắt bình thản. Hắn cũng không phải không quan tâm đến thái độ của Lỗ Hà Lượng, không quan tâm đến chuyện mà Lỗ Hà Lượng muốn nhắc đến, thế nhưng hắn cũng không mưu cầu danh lợi, chỉ tỏ thái độ bàng quan mà thôi. Thế nhưng nụ cười và ánh mắt của hắn càng biểu đạt thái độ rất rõ ràng. Bí thư Vương không bắt bẻ, không phê bình, bên trong ẩn giấu một cảm giác hàm dưỡng của lãnh đạo, đây thật sự là phong thái rất tuyệt. Nhưng nếu so sánh với tình huống đập cờ lê xuống đầu thì thế nào sẽ nghiêm trọng hơn? Lỗ Hà Lượng và Đồng Xương Cương nghĩ như vậy và thật sự cảm thấy rất bất an, trái tim muốn nhảy lên cuống họng. Chị của Tiểu Hà nấu cơm rất ngon, cháo óng vàng, bánh nướng thơm phức, còn có một dĩa dưa muối, củ cải, thật sự giòn tan sảng khoái. Sau khi dùng điểm tâm ở nhà Tiểu Hà, Vương Tử Quân và nhóm người Thái Thần Bân cùng nhau xuống núi, đi xuống thị trấn Lập Sơn. Trước khi đi thì Vương Tử Quân lấy cây bút máy trong túi áo của Lỗ Hà Lượng tặng cho Liễu Hà làm vật kỷ niệm. Anh Triệu là trưởng thôn Bách Gia Trại, tất nhiên hắn sẽ có nhiệm vụ tiến chân lãnh đạo. Khi thấy nhóm người Vương Tử Quân rời khỏi thôn thì hắn không nhịn được lẩm bẩm. Còn tưởng rằng lãnh đạo trẻ tuổi sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, không ngờ cũng chỉ là một đứa bé nhút nhát, không làm được gì, còn làm cho mình đắc tội với lãnh đạo thị trấn. Chương 414, quan viên muốn chiến tích, dân chúng cần lợi ích thực tế. Anh Triệu, anh phải tiễn người ta đi chứ? Thầy Nghiêm đứng bên cạnh anh Triệu, nghe được anh Triệu lầm bầm thì khẽ nói. Cái gì mà đưa tiễn? Tiễn cái gì nữa? Tôi cũng không hào hứng đi tiễn chân đám quan viên nịnh bợ kia. Anh Triệu nói, sau đó quay sang nhìn thầy Nghiêm. Thầy Nghiêm, chuyện kia của anh sợ rằng không được rồi, anh xem lần này tôi đã tố cáo Đồng Xương Cương, có lẽ cũng không còn được làm trưởng thôn nữa. Thầy Nghiêm, bây giờ tôi rất hối hận, anh nói xem sao lúc đó tôi lại hồ đồ như vậy chứ? Vì sao lại đồng ý với bọn họ? Bây giờ thì tốt quá rồi, công lao anh cứu người lại ném cho bọn họ, nhưng bọn họ chẳng qua chỉ mở miệng nói cho hay, căn bản là một tờ ngân phiếu khống. Cũng không phải như vậy, chẳng phải vấn đề sách của bọn nhỏ đã được giải quyết rồi sao? Thầy Nghiêm lắc đầu rồi lên tiếng nói. Khi nhóm Vương Tử Quân quay về thị trấn Lập Sơn thì đã hơn 2 giờ, trên đường về hắn rất hào hứng, nói rất nhiều chuyện liên quan đến vấn đề kiến thiết tổ chức đoàn. Làm cho Lỗ Hà Lượng sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Nhưng Đồng Xương Cương đi theo sau lưng Lỗ Hà Lượng lại cảm thấy rất khó chịu, thật sự giống như sinh ra cảm giác bị bỏ rơi vậy. Sau khi xuống núi thì đám lái xe của ủy ban đã chờ sẵn, chẳng những có xe của Vương Tử Quân, còn có vài chiếc gia nhập vào đội quân tiếp đón, đây là sau khi Bí thư huyện ủy huyện An Hòa biết được tin tức thì chạy tới. Bí thư huyện ủy huyện An Hòa tên là Quách Vạn Thịnh, chưa đến 50, dáng người không cao. Giọng nói rất lớn, vừa mở miệng đã bùng ra khí thế mạnh mẽ. Sau khi thấy Vương Tử Quân xuống núi thì hắn nhanh chóng nở nụ cười thật tươi tiến lên tiếp đón. Bí thư Vương, chào mừng anh đến huyện An Hòa, vì không biết được hành tung của ngài nên tôi nghênh đón chậm trễ, coi như đã làm lãnh đạo nhọc lòng. Vương Tử Quân đối mặt với Bí thư Quách cũng nở nụ cười tương đối, sau khi hàn huyên với Quách Vạn Thịnh hai câu, Quách Vạn Thịnh chợt nã pháo sang Lỗ Hà Lượng đứng sau lưng Vương Tử Quân. Hay cho Bí thư Lỗ, anh không phải có ý kiến với tôi, bây giờ cố ý làm khó tôi đấy chứ. Sao anh không cho tôi biết chút tin tức về hành tung của Bí thư Vương? Bây giờ anh làm cho tôi thất lễ, hôm nay nếu không phạt anh ba ly, tôi sẽ không để yên cho anh. Lỗ Hà Lượng rất quen thuộc Quách Vạn Thịnh, lúc này đối phó với những lời tấn công của đối phương thì cũng mở miệng đối phó rất tự nhiên. Bí thư Quách,
Không phải anh em chúng ta không nghĩ khí, chính anh cũng thấy rồi đấy, Bí Thư Vương xe nhẹ chạy nhanh, lại thích an phận, thế cho nên tôi cũng chỉ có thể thực hiện theo ý đồ của lãnh đạo mà thôi. Nếu anh coi đó là sai, như vậy tôi sẽ tiến lên cùng uống với anh vài ly coi như tạ tội. Đoàn người cùng nhau lên xe, nhưng khi lên xe thì Bí Thư Đổng Xương Cương nhanh chóng leo lên xe của Bí Thư Quách Vạn Thịnh. Bí Thư Quách, tôi muốn làm kiểm điểm với anh. Đổng Xương Cương đã hạ quyết tâm. Hắn nhanh chóng nói ra sự kiện đã bị Vương Tử Quân phát hiện ra. Hắn tất nhiên sẽ không chịu nói lời thành thật, cũng không nói vì chính mình nói bừa nên bây giờ mới rơi vào tình huống bị động, căn bản lại nói Vương Tử Quân tự mình phát hiện ra. Quách Vạn Thịnh lúc này nhíu mày rất chặt, chuyện này cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hắn, cùng lắm thì xử lý Đổng Xương Cương là xong mà thôi. Nhưng người thế thân là cháu ruột của hắn, nếu truy cứu trách nhiệm, như vậy tương lai chính trị của đứa cháu kia coi như xong. Quách Vạn Thịnh nghĩ đến đứa cháu mà ba anh em ra sức bồi dưỡng, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác buồn bực bất an. Sau đó hắn trừng mắt nhìn Đổng Xương Cương, thầm nghĩ đây là chuyện do anh làm ra, bây giờ bùn đất đổ lên đầu, đúng là không làm gì ra hồn, chỉ biết phá hoại. Bí Thư Vương tỏ thái độ thế nào? Quách Vạn Thịnh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hắn hỏi Đổng Xương Cương. Bí Thư Vương chỉ nhắc đến một lần, cũng không nói gì nữa. Đổng Xương Cương lau mồ hôi trán rồi cẩn thận nói. Không nói gì, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Dựa vào kinh nghiệm của Quách Vạn Thịnh thì sự việc bày ngoài sáng tuy giải quyết có chút khó khăn nhưng sẽ dễ dàng hơn so với lãnh đạo không nói gì. Nếu lãnh đạo không bày tỏ thái độ, như vậy anh sẽ cân nhắc không thấu, có nghĩa rằng anh sẽ không đoán ra được tâm tư của lãnh đạo. Nếu anh đoán đúng thì không là vấn đề, nếu như anh đoán chật, như vậy rõ ràng là biến hay thành dở, phiền toái rất lớn. Quách Vạn Thịnh móc ra một điếu thuốc, hắn châm lửa, gương mặt liên tục biến đổi. Đổng Xương Cương là bí thư thị trấn, căn bản chưa biết chi tiết về Vương Tử Quân, nhưng Quách Vạn Thịnh cũng chẳng phải không biết gì về Bí Thư Vương. Quách Vạn Thịnh nghĩ đến bộ dạng của lãnh đạo mỗi lần ngẫu nhiên nhắc đến Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra chút cảm giác sợ hãi. Dù chưa từng có liên hệ với Vương Tử Quân thế nhưng Quách Vạn Thịnh lại từ trong miệng lãnh đạo mà biết được nhiều vấn đề, đó chính là một người cường thế không nên đắc tội vào. Anh cứ nghĩ mà xem, một người có thể vung tay đuổi Dương Quân Tài ra khỏi tỉnh địa bàn của Dương gia là Sơn Nam, như vậy sẽ dễ động vào sao? Quách Vạn Thịnh trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng nói ra tính toán của mình. Tranh thủ chủ động, vẻ mặt Đổng Xương Cương chợt biến đổi, hắn biết rõ ý nghĩa của nó, đó chính là chủ động gánh vác lấy chuyện này. Tất nhiên nếu hắn gánh vác thì sẽ phải chịu hậu quả, nói không chừng sẽ chẳng thể tiếp tục đảm đương vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Lập Sơn được nữa. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của bí thư Quách Vạn Thịnh, Đổng Xương Cương biến mình không còn lựa chọn nào khác. Dù mình không chịu chống đỡ, một bí thư huyện ủy như Quách Vạn Thịnh muốn nắm bắt chính mình cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Bí thư Quách, tôi phải đi tìm Bí thư Vương để thừa nhận sai lầm. Anh cứ yên tâm, chuyện này sẽ không liên quan đến bản thân Chí Minh. Quách Vạn Thịnh khẽ gật đầu, thầm nghĩ Đổng Xương Cương này là người hiểu chuyện, dù sao thì bây giờ duỗi đầu cũng bị chém mà co đầu cũng bị chém. Có trốn cũng không thoát, không bằng chịu tất cả trách nhiệm. Đổng Xương Cương xem ra là người thức thời và thông minh, sau này mình cũng sẽ không bạc đãi hắn. Bí thư Đổng cứ yên tâm, sẽ không cho anh thiệt thòi đâu. Quách Vạn Thịnh vươn tay vỗ vỗ cánh tay của Đổng Xương Cương, hắn dùng giọng đầy ý nghĩa nói. Mình sẽ không thiệt thòi, Đổng Xương Cương tất nhiên là hiểu, dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn mở miệng nói. Cảm ơn Bí thư Quách, tôi sẽ không để anh thất vọng. Chỉ một lát sau nhóm Vương Tử Quân đã về đến ủy ban thị trấn Lập Sơn, các thành viên ban ngành trong thị trấn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi Vương Tử Quân xuống xe đi vào, căn phòng họp đã bày đặt sẵn đầy đủ hoa quả trà nước. Vương Tử Quân ngồi giữ phòng họp không nhường ai, bên cạnh hắn là Quách Vạn Thịnh. Bí thư Quách vẫn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lúc này Đổng Xương Cương ngồi cách không xa Bí thư Quách lại có gương mặt u buồn, dù thế nào cũng khó tránh được ánh mắt của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi... Khi Vương Tử Quân uống một ngụm trà, Đổng Xương Cương chợt đứng lên, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không chờ cho Đổng Xương Cương nói xong, hắn khoát tay áo nói. Bí thư Đổng, mời anh ngồi xuống đi. Tôi thật sự cần phải phê bình anh vài câu, không có việc gì thì cũng đừng cứ mãi phê bình mình như vậy, giống như phạm phải sai lầm gì đó cực kỳ nghiêm trọng không bằng. Vương Tử Quân vừa nói vừa quay sang nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Quách Vạn Thịnh. Sau đó lại nói, Bí thư Quách, anh thật sự là cái gì cũng tốt,
đáng tiếc có một vấn đề tôi không thích chính là thủ hạ của anh lúc nào cũng nhảy ra ngăn đón trách nhiệm. Ngày hôm qua tôi chủ động đến Bách Gia Trại, đó là một thôn heo hút điều kiện hạn chế, thế nhưng từ hôm qua đến nay bí thư Đồng cứ mãi đứng ra thừa nhận sai lầm như vậy. Quách Vạn Thịnh rất quan tâm đến Vương Tử Quân, tuy hắn cảm thấy Đồng Xương Cương biểu hiện khá tốt, thế nhưng thực tế thì trong lòng hắn vẫn rất lo lắng. Dù sao địa vị của Vương Tử Quân cũng không bình thường, nếu như truy cứu thì chính mình cũng khó thể nào gánh được trách nhiệm. Nhưng điều này cũng không phải nói Quách Vạn Thịnh hắn không có sức hoàn thủ, nhưng nếu hoàn thủ thì sẽ phải trả một cái giá đắt, mà cháu trai của hắn chỉ sợ sẽ phải trả một cái giá không nhỏ trong ván cờ lần này. Khi Đồng Xương Cương muốn thừa nhận sai lầm thì trái tim của Quách Vạn Thịnh thiếu chút nữa đã nhảy lên đến cuống họng. Từ khi làm bí thư huyện ủy đến nay thì hắn thật sự là lần đầu tiên sinh ra cảm giác khó chịu như vậy, phải biết rằng trước kia dù hắn có đứng trước mặt bí thư thị ủy cũng chưa từng rối loạn như lúc này. Vương Tử Quân lên tiếng cắt ngang lời của Đồng Xương Cương, điều này làm cho Quách Vạn Thịnh sinh ra ý nghĩ không hay, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bí thư Vương thật sự muốn chơi rắn tay. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là không khỏi sinh ra cảm giác luống cuống tay chân. Nhưng lời nói sau đó của Vương Tử Quân lại làm cho Quách Vạn Thịnh thở dài một hơi, thế là hắn cố gắng áp chế tâm thần để mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương thật sự là mắt sáng như sao, anh Đồng thật sự là cái gì cũng tốt nhưng lại quá chú trọng vào ba chuyện nhỏ nhặt, cứ có gì là ôm đồm lên người mình, nhìn vào điểm này tôi thật sự phải gọi anh ta là gà mẹ. Dám làm dám chịu, đây chính là một trong những điểm sáng của cán bộ đảng viên chúng ta. Nhưng bí thư Đồng, tôi cảm thấy thật sự dám làm dám chịu cũng không bằng biết sai có thể sửa, uốn nắn sai lầm của mình, cũng đảm bảo sau này không tái phạm vào, mà không phải giống như anh cứ mãi đứng ra thừa nhận sai lầm của mình. Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói tiếp. Giống như khi anh làm kiểm điểm với tôi ở Bách Gia Trại, đó là một sai lầm anh cần gánh chịu trách nhiệm. Kinh tế của thôn Bách Gia Trại thật sự rất tụt hậu, tôi cảm thấy anh cũng phải chịu trách nhiệm, cũng không phải anh cứ mãi chịu trách nhiệm về các thôn bản nghèo khó như vậy. Chủ yếu là anh phải làm sao để cho bọn họ có một con đường làm giàu, có một con đường để phát triển. Đồng Xương Cương ngây cả người, trong lòng thầm nghĩ sự kiện cứu người dâu ông nó cắm cằm bà kia sẽ phải là chính mình chịu trách nhiệm nặng nề, không ngờ Vương Tử Quân nói rồi di chuyển sang chủ đề khác. Đồng Xương Cương thật sự cảm thấy có hơi khó hiểu, thế nhưng Quách Vạn Thịnh lại hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn khẽ cười nói. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ giáo dục lại bí thư Đồng. Để cho anh ấy có thêm dũng khí thừa nhận và gánh vác trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vào công tác làm giàu cho nhân dân thị trấn Lập Sơn. Tôi cũng sẽ dõi mắt chờ các vị. Vương Tử Quân cũng không ở lại thị trấn Lập Sơn thêm bao lâu, hắn cùng Lỗ Hà Lượng rời khỏi nơi này. Nhóm người Quách Vạn Thịnh và Đồng Xương Cương tiễn chân Vương Tử Quân đến tận vùng giáp danh mới quay về. Bí thư Quách, chuyện này tôi cảm thấy. Đồng Xương Cương khẽ quay sang nói với Quách Vạn Thịnh. Quách Vạn Thịnh nhìn Đồng Xương Cương. Sau đó thản nhiên nói, xem tại tiuyenfull.vn. Bây giờ tình huống ở thôn Bách Gia Trại là thế nào? Đồng Xương Cương hiểu ý của bí thư Quách Vạn Thịnh, bí thư đang nói đến Bách Gia Trại, thế nhưng thực tế lại hỏi về tình huống của thầy Nghiêm. Thế là hắn nhanh chóng lên tiếng nói rõ với bí thư Quách. Anh rõ ràng là một đồng chí không nỡ vung tay xử lý vấn đề, một giáo viên như thầy Nghiêm thì hai cấp huyện thị trấn chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn. Tôi thấy không bằng thế này, anh lập tức liên lạc với phòng giáo dục huyện An Hòa, mau chóng giải quyết vấn đề thân phận cho thầy Nghiêm. Đồng thời chuyện bệnh tình của thầy Nghiêm thì ủy ban thị trấn các anh cũng phải nghiên cứu xem xét và nhanh chóng cho ra một phương án giải quyết vấn đề. Đồng Xương Cương vội vàng gật đầu, lúc này hắn đã hiểu ý của bí thư Quách Vạn Thịnh, càng hiểu rõ ý của bí thư Vương. Hắn nghĩ đến gương mặt tràn đầy nụ cười của bí thư Vương, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua phía bên kia. Nhưng lúc này đoàn xe bên kia đã chạy đi như bay, không còn chút bóng dáng, căn bản không thể tìm ra được dấu vết của đám người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe chạy như bay với gương mặt cực kỳ bình thản, lúc này Lâm Thụ Cường cũng không ngồi trên xe hắn, trong xe chỉ có hắn và Thái Thần Bân. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi đột nhiên nói. Thần Bân, có phải cậu đang kỳ quái vì sao tôi không xử lý vụ vừa rồi đến cùng phải không? Thái Thần Bân đã đi theo Vương Tử Quân nhiều năm, hắn hiểu rõ tính cách của Vương Tử Quân, thế nên chắn cũng không muốn che giấu ý nghĩ của mình. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng, hắn cũng dùng giọng không giấu giếm nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nó không phải là tính cách của anh. Tôi hỏi cậu, nếu chúng ta mạnh tay kiểm tra và xử phạt, như vậy kết quả cuối cùng sẽ thế nào?
Vương Tử Quân khẽ gạt Tàn rồi nói với Thái Thần Bân. Thái Thần Bân không còn là một tiểu tử như khi còn ở huyện Lô Bắc, tuy trong lòng hắn đã sớm có đáp án nhưng vẫn suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nếu như anh truy cứu sự việc, vinh sự của thầy Nghiêm sẽ quay về, còn vị bí thư Đồng kia sẽ bị trừng phạt. Vương Tử Quân lắc đầu nói. Cậu nói vẫn còn kém một chút, tôi cảm thấy với mức độ như vậy, nếu tôi nắm chặt không tha, thế thì muốn ép tội lên đầu để cho vị bí thư Quách kia phải thuyên chuyển công tác cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Vương Tử Quân vừa nói vừa cười khổ. Nhưng cậu có nghĩ đến vấn đề xảy ra sau này không? Dù là Quách Vạn Thịnh hay Đồng Xương Cương cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ trong khu vực này, dù đẩy bọn họ rời khỏi địa vị công tác thì vẫn có nhiều người xuất lực vì bọn họ, như vậy tình cảnh của thầy Nghiêm cũng không có gì thay đổi quá lớn. Đúng là như vậy. Thái Thần Bân tuy cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không thể không thừa nhận Bí Thư Vương cũng nói đến tình huống khách quan. Đồng Xương Cương phạm vào sai lầm giác ngộ dù là bị miễn chức cũng sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi, nếu chúng ta níu lấy bím tóc của hắn mà không tha thì không bằng tỏ ra biết thời biết thế sẽ hay hơn. Hơn nữa các vị đồng chí ở địa phương tuy rất khách khí với chúng ta, thế nhưng bọn họ lại không thích chúng ta vung tay múa chân trên địa bàn của bọn họ. Hơn nữa dựa vào thân phận hiện tại của tôi, cũng không thích hợp để sinh sự gây chuyện. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng ra phía sau rồi nói tiếp. Bí thư Quách kia là người thông minh, lãnh đạo có được vinh dự thì dân chúng có lợi ích thực tế, lựa chọn như vậy là cực kỳ phù hợp, tôi tin tưởng sau này thầy Nghiêm sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều. Thái Thần Bân không nói thêm điều gì, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng lại hoàn toàn thừa nhận những phân tích của Vương Tử Quân. Chính mình rõ ràng chỉ là tức giận nhất thời, lúc này cũng không thể không thừa nhận ý nghĩa hành động của Bí thư Vương. Nói trắng ra thì có rất nhiều vấn đề mà khi chúng ta xử lý mạnh bạo cũng không giải quyết được gì. Vương Tử Quân cảm khái nói một tiếng, tâm tư của hắn lại bay sang một chuyện khác. Vương Tử Quân đi cùng với Tần Hồng Cẩm trên đường cái thành phố Giang Thị, hắn đeo kính râm, mặc một chiếc quần jean và áo thun, nhìn qua giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp. Người không biết còn cho rằng em là trâu già gặm cỏ non. Khi thấy Vương Tử Quân ăn mặc như vậy đi ra, Tần Hồng Cẩm thật sự dùng giọng đùa giỡn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng chỉ có thể mỉm cười với những lời nói của Tần Hồng Cẩm, thực tế hắn cũng không muốn ăn mặc như vậy, nhưng hắn đi ra ngoài gặp mặt nàng, tất nhiên hắn cần phải hóa trang để người khác không thể nhận ra mình. Nếu so với một Vương Tử Quân cố gắng che giấu thì Tần Hồng Cẩm lại mặc một trang phục bình thường, cũng không trang điểm, cơ thể giống như tỏa sáng. Khi hai người xuống xe taxi, Tần Hồng Cẩm muốn khoác tay nhưng Vương Tử Quân không cho. Thế là nàng nhanh chóng giấu miệng nói. Anh là của em, ra ngoài người ta nhìn vào, thậm chí còn không cho khoác tay, thế phải gọi là gì? Vương Tử Quân cũng không còn cách nào khác, đành phải để cho Tần Hồng Cẩm khoác lấy tay mình. Lúc này Tần Hồng Cẩm nở nụ cười đắc ý, lại cố ý ưỡn ngực lên thật cao. Tần Hồng Cẩm thật sự có cặp chân dài rất lý tưởng, đi trên đường cái thật sự tạo ra tư thế rất đẹp, so với bất kỳ người nào khác đều đẹp hơn rất nhiều. Có vài người đi trên đường phải quay đầu lại nhìn hai ân bọn họ, đại khái là nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp và quyến rũ của Tần Hồng Cẩm, cũng giống như ngửi được mùi hương từ trên người nàng mà tỏ ra ngây ngẩn giống như không thể nào đi tiếp. Đám người chung quanh giống như lạc chân đến một thành phố cực kỳ xinh đẹp, căn bản đã bị chinh phục hoàn toàn. Chỉ là Tần Hồng Cẩm thật sự rất thông minh và hiểu lòng người, sau khi đi vài bước trên đường thì khẽ buông lỏng tay của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng biết Tần Hồng Cẩm nghĩ gì. Hắn cũng thở ra một hơi. Anh đã bận rộn hơn một tháng rồi. Có gì mà bận rộn chứ? Chỉ là chủ trì công tác mà thôi, nếu ở trên vị trí như vậy mà không có sắp xếp ổn thỏa, đó căn bản không phải là tính cách của anh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, điều này hắn thật sự không nói khoác. Từ khi chủ trì công tác đến nay thì hắn hầu như không chịu ở trong phòng làm việc, hắn chạy xuống cơ sở đúng một tháng. Những ngày chạy qua chạy lại kiểm tra thị sát công tác như vậy thật sự sinh ra cảm giác mệt mỏi dã rời. Anh đấy, em đã gặp nhiều người tự khen chính mình, nhưng thật sự chưa từng thấy người nào khen ngợi một cách cao siêu như anh. Hai người đối mặt với nhau đầy tình cảm, Vương Tử Quân vô thức đưa mắt nhìn Tần Hồng Cẩm, phát hiện hàng lông mi của nàng thật sự rất đẹp, dài và đen nhánh, căn bản giống như một tấm màn nhung. Hai năm qua tập đoàn Quân Thành thật sự có sự phát triển nhảy vọt. Đặc biệt là tài chính càng phát triển nhanh chóng. Những ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân đã giúp Tần Hồng Cẩm vươn dâu ra tận hải ngoại, trở thành một tập đoàn có nguồn tài chính không nhỏ ở nước ngoài, nhưng chẳng qua Tề Chính Hồng giỏi che giấu hơn so với những người khác mà thôi.
Vương Tử Quân cũng không chen tay vào sự vụ cụ thể ở tập đoàn Quân Thành, sau khi nghe xong những lời nói của Tần Hồng Cẩm, hắn cũng chỉ nói vài câu ở phương hướng phát triển tương lai của tập đoàn Quân Thành mà thôi. Bốp! Một âm thanh khẽ vang lên sau lưng Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm, lúc này Vương Tử Quân quay lưng nhìn, thấy một người đàn ông đang đập một chiếc camera của một người khác xuống đất. Khi thấy máy chụp ảnh thì vẻ mặt Vương Tử Quân có hơi biến đổi, thế nhưng hắn vẫn đứng yên bất động nơi đó, còn Tần Hồng Cẩm lại cảm thấy cơ thể có chút cứng đờ. Anh dựa vào cái gì đập máy ảnh của tôi? Tôi nói cho anh biết, máy ảnh của tôi. Tên đàn ông bị đập máy ảnh bắt đầu lên tiếng. Nhưng khi hắn còn chưa nói xong thì tên đàn ông ra tay đập máy ảnh đã vung tay tát thật mạnh. Sau đó có hai người đồng bọn của tên đàn ông kia phóng lên, trực tiếp nhét tên đàn ông bị đập máy ảnh vào trong xe. Không có gì đâu, bọn họ là vệ sĩ của em. Tần Hồng Cẩm thấy chiếc xe chạy đi như bay thì khẽ quay sang giải thích với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn dùng giọng vui đùa nói. Nữ doanh nhân thành đạt có khác, ánh mắt sáng ngời, đi đâu cũng có chuẩn bị sẵn. Đi đâu cũng gặp phiền phức. Vương Tử Quân chẳng qua chỉ nói cho Tần Hồng Cẩm tỏ ra buông lỏng một chút, nhưng nghe vào trong tai lại làm cho nàng sinh ra cảm giác khổ sở. Lúc này nàng đưa tay khoác lấy cánh tay của hắn, thật sự dùng lực mạnh hơn vừa rồi vài phần. Một lát sau điện thoại của Tần Hồng Cẩm vang lên, nàng tiếp điện thoại và dùng giọng oán hận nói. Đúng là không biết sống chết, lại còn muốn dùng thủ đoạn này để đả kích tôi, nếu không cho hắn nếm chút lợi hại. Hắn còn tưởng rằng mình là đại nhân vật. Người nào vậy? Vương Tử Quân nhìn thấy Tần Hồng Cẩm nổi giận thì lên tiếng hỏi thăm. Một tên cực kỳ chán ghét, ỷ vào bố mình có chút quyền lực ở phía nam mà không biết trời cao đất rộng. Tần Hồng Cẩm nói rồi cầm điện thoại gọi đi. Đừng tưởng nàng dịu dàng trước mặt Vương Tử Quân mà lầm, khi nàng sắp xếp công tác cho thuộc hạ lại thật sự bộc lộ bản chất của một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ. Vì chút chuyện nhỏ như vậy chen vào thế nên hai người cũng không còn hứng thú đi dạo, bọn họ tranh thủ thời gian bắt xe về lại biệt thự. Tần Hồng Cẩm xuống bếp nấu cơm, Vương Tử Quân lại hoàn thành văn kiện mà mình viết chưa xong. Vương Tử Quân nhìn văn kiện mà mình mất thời gian một ngày vẫn còn chưa hoàn thành, hắn thầm cảm thấy không hài lòng. Hắn cầm bút đỏ lên, xóa bỏ tựa đề cũ, sau đó viết lên bên trên, về việc lựa chọn sinh viên tốt nghiệp đại học về dạy tại các trường tuyến cơ sở làm công tác xóa đói giảm nghèo. Bản thảo này tuy không dày, cũng là vài trang giấy nhưng lại đầy dấu vết xóa sửa. Kiếp trước Vương Tử Quân từng là sinh viên trẻ tuổi đến dạy học ở trường Yên Chi Nam, cũng biết được vài chính sách đối với giáo viên, nhưng bây giờ hắn là người cho ra chính sách như vậy, hắn phải xem xét đầy đủ mọi phương diện. Chồng, anh còn bận rộn sao? Khi thấy Vương Tử Quân vẫn ngồi trên bàn làm việc để ghi chép, Tần Hồng Cẩm đi đến sau lưng hắn, nàng ôm lấy hắn từ phía sau, gương mặt áp lên mái tóc của hắn. Vương Tử Quân cười cười, hắn đặt bản thảo trong tay xuống, sau đó duỗi tay kéo Tần Hồng Cẩm vào lòng. Trước mắt còn chưa quá hoàn thiện, thế nhưng có thể chậm rãi tu bổ lại. Tần Hồng Cẩm khẽ cầm lấy bản thảo của Vương Tử Quân, nàng nhìn vào chằm chằm, gương mặt quyến rũ dần trở nên trịnh trọng. Bản thảo này tuy chỉ có vài trang nhưng nàng lại đọc hơn chục phút. Chồng, nếu phần kế hoạch này của anh được ban hành, nếu được phổ biến sẽ không biết có bao nhiêu đứa trẻ nhận được lợi ích. Hơn nữa em còn cảm thấy kế hoạch này. Nó hình như cũng không dễ thao tác, nó liên quan đến nhiều phương diện, cũng không phải là tỉnh đoàn của anh có thể giải quyết được. Vương Tử Quân là người cầm lái tỉnh đoàn Sơn Nam, Tần Hồng Cẩm cũng không còn là một cô gái đơn thuần như trước, có rất nhiều chuyện nàng chỉ cần nhìn qua đã thấy được bản chất của nó. Tần Hồng Cẩm nghe lời đánh giá của Tần Hồng Cẩm mà giống như sinh ra cảm giác gặp được tri kỷ, hắn sở dĩ muốn sửa bản thảo cũng là vì vấn đề như vậy. Có rất nhiều phương diện cần phải phối hợp với các ban ngành khác. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề vào biên chế với các đồng chí thanh niên tình nguyện tham gia, đây chính là một trong những vấn đề quan trọng nhất của văn kiện. Điều này thì anh biết rõ, nếu muốn thúc đẩy văn kiện này thì nhất định phải có được sự cho phép của tỉnh ủy. Anh rất có lòng tin với kết quả tỉnh ủy sẽ phê chuẩn kế hoạch này, anh chỉ sợ người ta lợi dụng văn kiện để nói này nọ, vì vậy mới cố gắng suy nghĩ bịt kín những lỗ hổng có thể xuất hiện. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt chuyên chú của Vương Tử Quân, nàng nhịn không được phải lấy văn kiện lên xem. Đối với nàng thì dù những năm qua đã trở thành một thương gia thành đạt, vùng vẫy một phương, lấy được nhiều thành tựu, thế nhưng từ sâu trong lòng nàng điều muốn làm nhất chính là trợ giúp Vương Tử Quân giải quyết được vài vấn đề. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhíu mày trầm tư của Tần Hồng Cẩm mà khẽ cười, hắn kéo tay nàng đến rồi nói. Thiên hạ không có gì là hoàn mỹ,
nếu có lỗ hổng thì cứ để cho bọn họ đến tìm, để xem ai sợ ai. Vương Tử Quân nói rồi tính trẻ con nổi lên, hắn trực tiếp ôm lấy Tần Hồng Cẩm rồi chạy về phía nhà ăn. Tần Hồng Cẩm bị Vương Tử Quân ôm vào lòng, trong lòng thầm sinh ra cảm xúc, trái tim cũng đập nhanh hơn. Lúc này tất cả những thứ khác không còn quan trọng với nàng, quan trọng là nàng có thể được ở bên hắn vĩnh viễn. Tề Chính Hồng ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh Quan Vĩnh Hạ. Năm nay Quách Vạn Thịnh 50 tuổi, nếu nói về tuổi tác và lý lịch thì căn bản không thua kém Tề Chính Hồng, dù cấp bậc hai người có cách biệt một chút, thế nhưng Tề Chính Hồng lại tỏ ra rất tôn trọng đồng chí thư ký trưởng văn phòng này. Anh Quan, gần đây có rảnh không? Chúng ta đã nhiều ngày không chơi đùa một chút cho vui, không bằng định ngày làm vài ván. Tề Chính Hồng cũng không có quá nhiều sở thích, những lúc rảnh rỗi thường chỉ chơi mạt chược. Nhưng Tề Chính Hồng cũng có quy củ của mình, đó chính là bạn bè cùng tham gia chỉ là cố định vài người, tuyệt đối không cho người ngoài vào tham gia. Quan Vĩnh Hạ là một lão quan trường, Tề Chính Hồng rất khách khí với hắn, nhưng hắn tự hiểu lấy, cũng không vì nó là lên mặt. Chủ tịch Tề, trong khoảng thời gian này thật sự cũng khá có thời gian rảnh, thế cho nên cũng cảm thấy ngứa tay. Nếu ngày nào đó thật sự có thời gian thì tôi sẽ theo ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo lời kêu gọi của ngài. Anh Quan, anh nói như vậy tôi cũng không thể nào đảm đương nổi, tôi nào dám tùy tiện triệu hoán anh. Có thể triệu hoán anh thì thấp nhất cũng phải là chủ tịch Hào. Tề Chính Hồng lên tiếng nói một câu vui đùa, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tề Chính Hồng nói một câu mời vào. Thư ký cầm một chồng văn kiện đi vào phòng. Chủ tịch Tề, đây là văn kiện văn phòng chuyển đến. Thư ký cung kính chào hỏi Tề Chính Hồng và Quan Vĩnh Hạ, sau đó trầm giọng nói. Tề Chính Hồng khẽ gật đầu với viên thư ký, tỏ ý cho thư ký rời đi. Sau khi cửa phòng làm việc được đóng lại thì Tề Chính Hồng cầm một phần văn kiện nói với Quan Vĩnh Hạ. Này thư ký trưởng quan, anh cũng không biết săn sóc tôi sao? Mỗi lần đều đưa đến cho tôi nhiều văn kiện như vậy. Không thể cho các vị lãnh đạo khác gánh bớt vài phần được sao? Quan Vĩnh Hạ thầm cười cười, hắn biết rõ Quan Vĩnh Hạ đang nói đùa. Hắn đang chuẩn bị mở miệng thì thấy ánh mắt Tề Chính Hồng chợt trở nên ngưng tụ hơn vừa rồi rất nhiều, hai mắt nhìn chằm chằm vào văn kiện. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, tuy không phải mỗi văn kiện đều phải xem qua, thế nhưng hắn biết rõ văn kiện kia phải có thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Nếu không thì làm gì có văn kiện nào làm cho Tề Chính Hồng tỏ ra ngưng tụ và nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ mình đã bỏ sót thứ gì đó quan trọng? Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến đây mà trong lòng khẽ động. Đến vị trí của hắn thì ngẫu nhiên phạm chút sai lầm sẽ là vấn đề bình thường, nhưng hắn lại là người có tiêu chuẩn công tác cực cao, yêu cầu rất nghiêm. Mỗi ngày hắn đều có tinh thần cẩn trọng mới mẻ, được xưng là một cán bộ cẩn trọng nổi tiếng, hầu như không cho phép mình phát sinh chút sai lầm nhỏ nhặt nào. Quan Vĩnh Hạ cũng không đứng quá xa Tề Chính Hồng, hắn cũng không thấy rõ nội dung của văn kiện kia, nhưng nhìn vào tiêu đề của văn kiện thì hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn thấy bên trên có dòng chữ, tỉnh đoàn, thế là trong lòng thầm buồn bực, tỉnh đoàn này có hành động gì to tát lắm sao? Cớ sao chủ tịch Tề Chính Hồng lại tỏ ra cực kỳ coi trọng như vậy? Thư ký trưởng quan, anh xem qua phần văn kiện này đi. Tề Chính Hồng cũng chú ý đến hành vi của Quan Vĩnh Hạ, sau khi xem xong văn kiện thì đẩy sang cho Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ cầm lấy văn kiện xem xét thật cẩn thận, trong lòng thầm chuyển động. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, phương án mà văn kiện đưa ra thật sự quá tốt, nhưng chữ ký bên dưới văn kiện lại làm cho trong lòng hắn khẽ động, thế là cũng hiểu ý nghĩ của Chủ tịch Tề Chính Hồng vào lúc này. Tỉnh đoàn, bây giờ người chủ trì công tác chính là Vương Tử Quân. Dù Quan Vĩnh Hạ không liên quan gì đến công tác của tỉnh đoàn, thế nhưng hắn cũng biết bây giờ địa vị của Vương Tử Quân ở tỉnh đoàn là khó thể dung chuyển như thế nào. Không thể không thừa nhận đây là một phương án hay. Quan Vĩnh Hạ đang tìm từ để mở miệng với Tề Chính Hồng, đúng lúc Tề Chính Hồng mở miệng nói. Anh Quan, đây là những sinh viên có chí hướng và nguyện vọng được đi dạy học, thế là lựa chọn những sinh viên này để đưa xuống công tác ở cơ sở, trước mắt có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho sinh viên, thứ hai lại có thể giải quyết vấn đề thiếu thốn nhân lực giáo viên ở cơ sở, hơn nữa chính quyền lại không cần bỏ ra quá nhiều tiền, đây là một mũi tên bắn trúng ba chim, thật sự rất tốt. Tề Chính Hồng nói lời cảm khái, hắn không khỏi nhấp một ngụ trà, hai hàng chân mày nhíu lại. Đối với hắn thì điều khó chịu nhất không phải là phương án của văn kiện kia, mà hắn nghĩ đến người cho ra văn kiện, đây không phải là bạn đường của hắn, thậm chí chết người là đối phương còn là đối thủ của nhóm người bên mình. Một văn kiện thật sự rất kín kẽ, ý kiến lại cực kỳ tốt, có tính sáng tạo, lại vừa đủ lực,
dùng đúng chỗ, đẩy ra đúng điểm trọng tâm, ai nhìn qua cũng hiểu như vậy. Đây rõ ràng là một ý tưởng rất hay, Chủ tịch Lý là người chủ quản giáo dục, cảm thấy giáo dục bây giờ thật sự không công bằng, rất nhiều vùng cao vùng sâu căn bản không đủ giáo viên, chất lượng dạy và học cũng không đảm bảo. Anh ấy đã nhiều lần phản ánh trong hội nghị văn phòng khối chính quyền tỉnh, thậm chí yêu cầu phòng nhân sự cho ra chính sách nghiêng về phía các vùng sâu vùng xa, vùng miền núi khó khăn. Tề Chính Hồng nói, quan Vĩnh Hạ tất nhiên cũng biết những điều này. Hắn là một thư ký trưởng hợp cách, hắn thật sự hiểu rất rõ các vị lãnh đạo ở khối chính quyền tỉnh, hơn nữa Chủ tịch Lý đã từng nói với hắn về vấn đề này. Nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách, văn kiện là thứ chết mà người là vật sống. Rất nhiều cán bộ thanh niên được điều phái đến vùng sâu vùng xa đều cố gắng tìm quan hệ để được điều đi chỗ khác, thế cho nên Chủ tịch Lý bỏ một lực lượng rất lớn để cải cách nhưng hiệu quả vẫn là không rõ ràng. Phần văn kiện này không những cho đám sinh viên vừa tốt nghiệp một cơ hội được lựa chọn, càng cho bọn họ một hy vọng, chỉ cần một năm công tác là có cơ hội tuyên truyền, thật sự là hấp dẫn rất lớn đối với những sinh viên sắp tốt nghiệp. Quan Vĩnh Hạ thật sự có cùng quan điểm với Tề Chính Hồng ở phương diện này, nếu văn kiện do người khác viết ra, có lẽ hắn sẽ tiếp lời của Chủ tịch Tề Chính Hồng. Nhưng bây giờ thân phận của người viết ra văn kiện lại quá nhạy cảm, hắn căn bản không dám mở miệng nói bừa. Chủ tịch Tề, văn kiện này tuy rất tốt, thế nhưng muốn thao tác sẽ xuất hiện nhiều lỗ hổng. Tất nhiên phải có lỗ hổng. Tề Chính Hồng cười cười, hắn cầm bút hí hoáy xem như đã duyệt văn kiện. Sau đó hắn lại trầm ngâm rồi viết lên một dòng chữ. Đề nghị tỉnh đoàn đi đầu trong phương án này. Cần phải làm cho phương án nhanh chóng được chứng thực. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt đắc ý của Tề Chính Hồng thì hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhạt. Hắn nhìn vào chữ kỳ và dòng chữ của Chủ tịch Tề thì đã hiểu ra vấn đề, hiểu ý của Chủ tịch Tề là thế nào. Hắn thầm nghĩ, mình và Tề Chính Hồng xem ra có chút chênh lệch, hèn gì mình chỉ là một thư ký trưởng mà Tề Chính Hồng lại có thể bò lên vị trí phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Tề Chính Hồng không những biểu hiện thái độ giúp đỡ, hơn nữa còn tỏ ra giúp đỡ Vương Tử Quân là người thúc đẩy phương án này. Thái độ như vậy vừa công khai bày tỏ lòng rộng lượng của Chủ tịch Tề Chính Hồng, hơn nữa thực tế là Chủ tịch Tề vung tay chấp bút lại khóa hết tất cả nguy hiểm của phương án rồi ném lên đầu tỉnh đoàn, cụ thể là ném lên người Vương Tử Quân. Một hòn đá ném hai chim, chiêu này của Chủ tịch Tề thật sự không tệ. Thư ký trưởng quan, tôi cảm thấy chuyện này nên thông qua văn phòng khối chính quyền tỉnh, hơn nữa còn phải triệu tập phòng nhân sự, giáo dục và các ban ngành chức năng khác, cố gắng làm cho phương án càng thêm vững chắc. Tề Chính Hồng buông bút nhìn về phía Quan Vĩnh Hạ rồi nói. Quan Vĩnh Hạ vội vàng gật đầu nói. Chủ tịch Tề, ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ đi làm ngay, sẽ không để xảy ra chú vấn đề nào. Bí thư Tử Quân, quan mới tiền nhiệm thường đốt vài đống lửa, đây có phải là mồi lửa đầu tiên của cậu không? Nhiếp Hạ Quân vung văn kiện trong tay lên rồi cười ha hả hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi nghiêm cẩn trên ghế salon trong phòng làm việc của Bí thư Nhiếp Hạ Quân, tuy hắn và Bí thư Nhiếp có quan hệ không tầm thường, thế nhưng hắn biết lúc nào nên tỏ thái độ gì. Hắn thấy Bí thư hỏi mình thì lên tiếng. Bí thư Nhiếp, tôi chỉ là người chủ trì công tác, nhưng đây thật sự là một mồi lửa. Nhiếp Hạ Quân cười cười nói. Một tháng nghiên cứu đã cho ra một ý kiến hay như vậy, nếu cậu có thể nghĩ ra vài ý kiến hay, biết đâu tôi sẽ cho cậu nghỉ công tác. Chỉ nhận nhiệm vụ xuống thị sát mà thôi. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì. Hắn biết rõ sự chênh lệch về địa vị của mình và Bí thư Nhiếp. Bí thư nhìn thì có vẻ tùy ý với mình, cực kỳ bình dị gần gũi, không bày ra kiểu cách nhà quan. Thế nhưng nếu mình không hiểu cho rõ, cứ mãi bỏ lên, đó là không biết nặng nhẹ. Tử Quân, chuyện này, tôi thấy thông qua không phải là vấn đề, nhưng có rất nhiều chuyện thông qua nhưng chấp hành và xử lý không phải là dễ. Tỉnh đoàn của cậu đã đề xuất phương án này, sẽ không tránh khỏi tình huống bị ép làm người đi đầu, cậu đã chuẩn bị tư tưởng chưa? Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ những lời của Bí thư Nhiếp cũng không phải là nói bừa, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, hắn sẽ không lùi bước. Hắn dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Bí thư Nhiếp, sau đó kiên quyết nói. Bí thư Nhiếp cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao. Mùa hè tháng 6, đối với thành phố Sơn Viên thì cũng không tính là quá khô nóng khó chịu. Nhưng trong trường Đại học Sơn Viên đã bắt đầu bùng lên những luồng khí nóng hừng hực. Đây là thời điểm cách lúc sinh viên tốt nghiệp không còn quá xa, rất nhiều nam nữ vì không được phân phối cùng công tác một nơi mà không thể không đối mặt với tình huống biệt ly. Nếu tình huống biệt ly xảy ra, sợ rằng sau này sẽ chỉ còn là người dưng.
Tuy rất nhiều người thật sự không muốn thế nhưng văn kiện phân phối đến địa phương khác biệt đã rơi vào trong tai, bọn họ cảm thấy nó thật sự giống như gông xiềng của chính bản thân mình. Này em, đừng khóc nữa. Nam sinh muốn nói một câu hứa hẹn với bạn gái đang khóc sướt mướt, thế nhưng lời thật sự không thể ra khỏi miệng. Dù sao thì vận mệnh hai người hai nơi đã được quyết định, hai người bọn họ, một người phải ở lại Sơn Viên, một người phải quay về cố hương là một huyện thành nho nhỏ dưới huyện. Cô gái dù đang khóc nhưng cũng có chuẩn bị tư tưởng từ trước, khốn nổi nàng thật sự không cam lòng vì một kết quả đất bắc trời nam giữa hai người. Cuối cùng cũng chỉ có thể là chia cắt, nữ sinh biết rõ mình không phản kháng được vận mệnh. Nàng không được ở lại thành phố Sơn Viên, căn bản không thể làm vợ hắn ở đây, mà hắn sẽ không thể nào theo mình về huyện thành. Anh đi đi, em đứng một mình một lúc là tốt thôi. Cô gái khẽ lau nước mắt rồi nói với nam sinh. Nam sinh không động đậy, hắn nhìn gương mặt của nữ sinh, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ phản kháng, thế nhưng miệng lại căng cứng, căn bản không nói ra lời nào. Phán Vi, Kiến Thành, nói cho hai người biết một tin tức tốt. Khi cặp nam nữ sinh viên đang trầm mặc không nói gì thì một nữ sinh khác từ xa chạy đến, nàng mặc một chiếc quần jean bó sát, áo sơ mi, cơ thể bừng bừng sức sống. Tin tức tốt, có phải là được phân phối lại không? Tiểu Vi chợt đứng lên, nàng không chờ cô bạn tốt lên tiếng mà hỏi ngay. Được phân phối lại, xem ra đầu óc của cậu thật sự không bình thường. Cô gái chạy đến khẽ cốc lên đầu Tiểu Vi, sau đó khẽ cười một tiếng nói. Nhưng dù sao thì đây cũng là một tin tức tốt, vừa rồi đoàn trường nói sẽ mở một hội nghị cho sinh viên mới tốt nghiệp, nói là tỉnh đoàn sẽ tuyển những người tình nguyện, muốn chọn 300 sinh viên đưa xuống công tác 2 năm dưới các huyện vùng núi, vùng sâu vùng xa. 2 năm, đây mà là tin tức tốt sao? Dù Tiểu Vi biết tình hình khó khăn ở quê mình, thế nhưng nàng cũng thật sự không muốn về quê, chỉ muốn ở lại thành phố mà thôi. Tiểu Vi nhếch miệng định lên tiếng thì chợt nghe bạn gái nói tiếp. Nghe Bí Thư Triệu nói, tuyến trên có chính sách với sinh viên tình nguyện, sẽ ưu tiên cho những đồng chí này được vào biên chế. Chương 415, miệng lưỡi cấp dưới có thể điều khiển từ xa. Có quyền ưu tiên phân phối công tác. Trong mắt nam sinh viên chợt lóe lên hy vọng, Tiểu Vi bên kia cũng thật sự trở nên vui mừng. Sau khi biết được kết quả phân phối thì nam sinh đã một đêm không ngủ, hắn nghĩ đến Tiểu Vi, ánh mắt của nàng làm cho hắn khắc cốt ghi tâm. Hắn không thể nào nói rõ ánh mắt kia có ý nghĩa thế nào, dù sao hắn nghĩ đến ánh mắt của nàng thì sinh ra cảm giác không làm chủ được tinh thần. Hắn đã sớm muốn kết hôn với nàng, hắn vốn có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, nguyện vọng này thiếu chút nữa đã bị sự thật đánh tan. Nhưng bây giờ thì quá tốt, chỉ cần xuống vùng núi công tác 2 năm, hai người lại có thể công tác cùng một chỗ. Nghĩ đến vấn đề này, Kiến Thành chợt vui mừng đến mức muốn quên đi tất cả. Đến lúc đó hắn có thể được ở bên cạnh cô gái mà mình yêu, hắn yêu mùi hương trên người nàng, càng mê mẩn cơ thể của nàng. Tiểu Hà, đi báo danh ở đâu? Mình phải đi báo danh. Tiểu Vi đẩy bạn trai của mình ra rồi vội vàng hỏi thăm. Còn chưa đến thời gian báo danh, cậu gấp làm gì? Nhưng mình nghe nói còn phải tổ chức thi để lựa chọn, nếu các người đã có quyết định này, như vậy tranh thủ thời gian học tập đi. Tiểu Hà nhìn thấy cô bạn thân của mình đã tiếp tục nở nụ cười. Thế là cũng cười nói. Thi thì thi, ai sợ chứ? Mình cũng không tin thi không đậu. Cô gái Tiểu Vi nói với giọng điệu rất kiêu ngạo. Lúc này cảm giác khổ sở trong lòng Kiến Thành đã biến mất khá nhiều, tuy 2 năm không phải là thời gian ngắn, nhưng chỉ cần có hy vọng thì hắn vẫn tình nguyện cùng sống bên cô gái mình yêu đến suốt đời. Hắn nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Vi, hắn chợt lên tiếng. Tiểu Vi, anh đi với em. Được rồi, được rồi. Hai người cũng đừng nói ra những lời như vậy nữa, tôi là một con kỳ đà cản mũi rất lớn, tôi đi trước. Tiểu Hà vừa nói vừa định đi sang bên kia. Đúng rồi, Tiểu Hà, trường chúng ta sao đột nhiên cho ra chính sách như vậy? Trước kia sao mình chưa từng nghe nói đến chuyện này? Kiến Thành giống như sợ Tiểu Hà trêu chọc mình, hắn dùng giọng lo lắng hỏi lại. Tôi nghe anh trai nói, hình như là Bí Thư Vương trên tỉnh đoàn xuống cơ sở phát hiện trẻ nhỏ đi học khó khăn. Sau đó quay về thì cho ra lời đề nghị với khối chính quyền tỉnh, lại nhận được sự coi trọng của lãnh đạo tỉnh ủy, thế là chuyện tốt này mới được thông qua. Anh của Tiểu Hà công tác ở văn phòng khối chính quyền tỉnh, đây vốn không phải là bí mật gì, thế nên sau khi nghe Tiểu Hà nói như vậy thì tâm tư của Kiến Thành cũng thả lỏng hơn. Hắn khẽ bắt chặt tay của Tiểu Vi rồi mừng rỡ nói. Bảo bối, nếu tương lai chúng ta có thể ở cùng một chỗ, cũng chỉ có thể cảm ơn Bí Thư Vương này.
Trong ngày hôm nay thật sự có không ít người muốn nói lời cảm ơn với Vương Tử Quân, chỉ là Bí Thư Vương bây giờ cũng không biết số người nhận thấy lời đề nghị của mình có lợi là nhiều hơn hay số nam nữ sinh viên vì tốt nghiệp mà phải chia lìa nhiều hơn. Vì kế hoạch được tỉnh ủy thông qua, thế cho nên lúc này công tác của tỉnh đoàn bắt đầu trở nên bận rộn. Vì đặc biệt xử lý chuyện này mà Vương Tử Quân đã thành lập một văn phòng đặc biệt trong tỉnh đoàn, chịu trách nhiệm cho công tác này chính là một vị phó chủ nhiệm văn phòng, tất nhiên sẽ là Kim Duệ Hằng. Dù văn phòng kia chỉ là tạm thời, thế nhưng bổ nhiệm này vẫn làm cho Kim Duệ Hằng cực kỳ vui sướng. Dù sao thì hạng mục điều phối sinh viên xuống các vùng sâu vùng xa chính là một nhiệm vụ cực kỳ trọng yêu, chính mình được vinh dự làm chủ nhiệm văn phòng, tất nhiên đó là Vương Tử Quân coi trọng mình. Dù thế nào cũng phải làm tốt công tác của mình. Kim Duệ Hằng thầm hạ quyết tâm, tất nhiên hắn sẽ nhanh chóng thúc đẩy công việc tiến triển. Nhưng công tác hạng nhất này dù do tỉnh đoàn dẫn đầu nhưng lại có liên quan đến nhiều đơn vị ban ngành khác, cũng không phải tỉnh đoàn muốn thúc đẩy nhanh là nhanh được. Tiểu Lý, chuyện liên hợp gửi công văn thế nào rồi? Kim Duệ Hằng từ trong phòng làm việc đi ra, hắn lớn tiếng hỏi một nhân viên công tác trong văn phòng. Nhân viên công tác kia khổ sở đi đến nói. Chủ nhiệm Kim, sở giáo dục thì khá tốt, nhưng phía sở nội vụ thì tôi đã liên hệ nhiều lần với chủ nhiệm Vu của văn phòng sở nội vụ. Đều nói lãnh đạo quá bận, căn bản còn chưa kịp thương lượng. Sở nội vụ chính là một đối tượng quan trọng tham gia vào hoạt động lần này, quá trình liên hợp gửi công văn tất nhiên sẽ không thể thiếu người của sở nội vụ, bây giờ sở nội vụ còn chưa chịu nghiên cứu xem xét, rõ ràng là một tín hiệu không quá tốt. Kim Duệ Hằng nghe được tin tức này thì thật sự cảm thấy gấp gáp và tức giận đến mức muốn chửi chó má, nhưng hắn cũng không thể nổi giận với Tiểu Lý, dù sao chuyện này cũng không phải một nhân viên công tác bình thường có thể xử lý được. Tốt, tôi biết rồi, tôi sẽ cùng liên lạc với chủ nhiệm Vu. Kim Duệ Hằng nói, sau đó hắn cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc của Tiểu Lý. Nhưng sau đó hắn lại đặt điện thoại xuống, sau đó trầm giọng nói với Tiểu Lý. Cậu chuẩn bị một chút, chúng ta đi đến sở nội vụ một chuyến. Tiểu Lý tỏ ra có chút khó xử, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu, thu dọn bàn làm việc của mình, sau đó cùng Kim Duệ Hằng rời khỏi khu văn phòng tỉnh đoàn. Sở nội vụ tuy không nằm trong khu văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng khoảng cách cũng không quá xa tỉnh đoàn, sau hơn 10 phút thì hai người Kim Duệ Hằng và Tiểu Lý đã đi đến khu văn phòng của sở nội vụ. Vì không phải mới đến lần một lần hai, thế cho nên hai người Kim Duệ Hằng cũng không chút lao lực, bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của chủ nhiệm Vu. Chủ nhiệm Vu hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao nhưng làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Khi Kim Duệ Hằng đi vào trong phòng làm việc của chủ nhiệm Vu, hắn đang trò chuyện vui vẻ với một vị khách. Ôi, chủ nhiệm Kim, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Mời ngồi, mời anh ngồi. Chủ nhiệm Vu thấy Kim Duệ Hằng thì trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn, hắn đứng lên từ sau bàn làm việc, sau đó phong độ vươn tay với Kim Duệ Hằng. Kim Duệ Hằng cảm thấy cực kỳ khó chịu với thái độ thân mật của giám đốc sở nội vụ, thế nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa còn nở nụ cười cùng bắt tay với chủ nhiệm Vu. Chủ nhiệm Vu, anh nói như vậy là không được rồi, tôi thật sự là không có chuyện không leo lên điện tam bảo. Người đang bàn luận với chủ nhiệm Vu thấy có khách đi vào, thế là khẽ đưa mắt nhìn Kim Duệ Hằng, sau đó gật đầu với hai người rồi rời khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Vu. Chủ nhiệm Vu rót nước trà mời Kim Duệ Hằng, sau đó hắn cười hì hì nói. Anh Kim, anh muốn trèo lên điện tam bảo thì tôi thật sự không cản, chỉ sợ tôi nhỏ người nhẹ cân không giúp được gì cho anh. Thật sự có chuyện gì thì anh phải đi tìm Phật, tìm tôi cũng không có mấy tác dụng. Chủ nhiệm Vu, anh nói những lời như vậy là quá lạnh nhạt rồi, anh em chúng ta đã có bao nhiêu lần liên hệ với nhau rồi. Thế nào, đến thăm nom cũng không được à? Chẳng lẽ sợ anh quản mất bát cơm sao? Kim Duệ Hằng biết rõ chủ nhiệm Vu của sở nội vụ rất được lãnh đạo sủng ái, thế là quyết định mở ra lỗ hổng từ người đối phương, thế cho nên mở miệng cực kỳ khách khí. Ôi, cậu nói như vậy là quá khách khí rồi. Không có việc gì thì chúng ta có thể uống vài ly cho vui. Nhưng hôm nay cậu đến không khéo rồi, vừa rồi giám đốc Trần gọi điện thoại đến nói tôi phải cùng đi ra ngoài một chuyến, nếu không thì chúng ta hẹn thời điểm khác, tôi sẽ mời khách, để anh em chúng ta vui vẻ một phen. Chủ nhiệm Vu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó bày ra biểu hiện khá khó xử. Kim Duệ Hằng chợt nhíu mày, mới vừa rồi hắn còn thấy chủ nhiệm Vu có thời gian nói chuyện phiếm với kẻ khác, bây giờ lại mở miệng nói rất bận rộn. Tuy hắn thầm tức giận thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao thì mình còn có việc cầu cạnh người ta tìm được lý do quá đầy đủ, hắn căn bản không còn gì để nói. Sao có thể để anh làm chủ được,
Anh chịu đến tham gia đã là phúc của tôi rồi, như vậy tôi cũng cực kỳ vinh hạnh. Trưa nay chúng ta quyết định ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, cùng nhau nếm thử vài món ngon của khách sạn bọn họ, anh thấy thế nào? Chủ nhiệm Vu rất hưởng thụ với thái độ nhã nhặn khách khí và nghe lời của Kim Duệ Hằng vào ngày hôm nay, vẻ mặt rất vui sướng. Hắn lập tức cười hì hì nói. À, những ngày qua nghe nói có một đầu bếp rất giỏi đến khách sạn Cẩm Viên Tinh, nấu vài món truyền thống rất ngon. Thế này đi, nếu cậu đã có tâm tư như vậy, hôm nay tôi sẽ xem tình huống mà cho ra quyết định vậy. Chủ nhiệm Vu cùng nói chuyện thêm vài câu với Kim Duệ Hằng rồi vội vàng cáo biệt, bộ dạng bận rộn tối mặt tối mũi. Kim Duệ Hằng đi ra khỏi phòng làm việc của chủ nhiệm Vu, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạn, nhưng khi ra khỏi phòng làm việc thì nhanh chóng trở nên âm trầm. Kim Duệ Hằng là người công tác trong văn phòng nhiều năm, hắn biết chủ nhiệm Vu đang chơi trò kéo dài thời gian với mình. Trong cơ quan, đối với những chuyện không thể nào không giải quyết, rất nhiều người dùng phương pháp nhanh gọn để làm cho xong. Trước mắt các đơn vị ban ngành phải liên hợp cho ra thông cáo, rõ ràng Sở Nội vụ có ý khác, mà chuyện này nó liên quan đến văn phòng khối chính quyền tỉnh, bọn họ không dám từ chối cũng không dám làm quá gọn gàng, thế là kéo dài đến lúc này. Cứ mỗi năm vào tháng 6 chính là thời điểm sinh viên tốt nghiệp được phân phối công tác, cũng là thời điểm hoàng kim để có thể chuẩn bị thi tuyển công chức. Vừa phải làm công tác phân phối sinh viên vừa tốt nghiệp, vừa phải thi tuyển công chức, thật sự có chút mệt người. Nhưng thử nghĩ mà xem, đó là một công tác liên quan đến tương lai của người khác, Sở Nội vụ sẽ có bao nhiêu phần béo bở. Chủ nhiệm Kim, tôi thấy chủ nhiệm Vu rõ ràng có ý muốn trốn tránh chúng ta. Tiểu Lý cũng công tác trong văn phòng thời gian không quá lâu, thế nên cũng không biết cách che giấu tâm tư của mình, sau khi đi ra khỏi khu văn phòng của Sở Nội vụ thì dùng giọng bất bình nói với Kim Duệ Hằng. Kim Duệ Hằng cũng nhìn ra được phương diện này, thế nhưng hắn cũng không phải người có thể mở miệng ăn nói tùy ý như Tiểu Lý. Hắn vỗ vỗ vai Tiểu Lý giống như an ủi, sau đó nhanh chóng đi về phía đậu xe. Sau khi quay về tỉnh đoàn thì Kim Duệ Hằng cũng không nghỉ ngơi mà trực tiếp đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy bây giờ Vương Tử Quân là người chủ trì công tác của tỉnh đoàn, thế nhưng phòng làm việc của hắn vẫn giữ nguyên như cũ, căn bản không chuyển đến phòng làm việc chống của Âu Dương Dương. Chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường đã thật sự mất rất nhiều tâm tư trong phương diện sắp xếp phòng làm việc của Vương Tử Quân, bây giờ hắn là một người cực kỳ muốn nịnh hót Vương Tử Quân, thế cho nên hắn cho ra ba phương án, một là Vương Tử Quân rời đến phòng làm việc của bí thư Âu Dương Dương, hai là ở lại phòng làm việc cũ, nhưng sẽ mở ra một gian nữa, vì vậy mà văn phòng sẽ trở nên rộng rãi và khí phái hơn, ba là trực tiếp làm ra một phòng làm việc mới cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ nhìn ra những gì Lâm Thụ Cường sắp xếp cho mình, hắn cũng hiểu rõ vấn đề, thế nhưng hắn lại không cho ý kiến gì với ba phương án kia, chỉ tiếp tục công tác trong phòng làm việc cũ của mình. Khi Kim Duệ Hằng gõ cửa thì Vương Tử Quân đang gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc. Lúc này nàng đã công tác liên tục nửa tháng, nàng đã có thời gian nghỉ ngơi là một tuần. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được Mạc Tiểu Bắc vẫn rất chờ mong vào tình huống vợ chồng gặp lại vào lúc này. Vợ, một tuần thì hình như có hơi ngắn. Em tìm chú Tôn, để xem có thể nghỉ thêm vài ngày không. Nếu không cho chúng ta nói lời yêu thương, như vậy rõ ràng là không quan tâm đến thế hệ sau của Tổ quốc. Nói đó là anh nói, nếu anh ấy vẫn ép chúng ta lao động cực nhọc, anh cũng mặc kệ. Vương Tử Quân nói đến chú Tôn, chính là lãnh đạo trực tiếp của Mạc Tiểu Bắc. Có quan hệ rất thân thiết với Mạc gia. Sao có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Anh đúng là càng ngày càng dẻo miệng. Mạc Tiểu Bắc nghe lời nói của Vương Tử Quân thì không khỏi đỏ mặt tía tai. Vợ, không phải là vì anh rất nhớ em sao? Rõ ràng là người đã có vợ, thế nhưng tối nào cũng phải ôm gối phòng không? Vương Tử Quân còn chưa trêu chọc vợ mình xong thì Kim Duệ Hằng bắt đầu gõ cửa. Vương Tử Quân cũng không thể nào tiếp tục buông thả gọi điện thoại. Hắn chỉ có thể nói một câu chờ em đến, sau đó cúp điện thoại. Chào chủ nhiệm Duệ Hằng. Vương Tử Quân đứng lên, hắn đi đến bên cạnh ghế salon, sau đó cười ha hả nói với Kim Duệ Hằng. Bí thư Vương, chuyện liên hợp gửi công văn có phát sinh chút khó khăn. Kim Duệ Hằng chào hỏi Vương Tử Quân hai câu, sau đó nhanh chóng báo cáo chi tiết cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nâng ly trà của mình lên uống một ngụm, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Gặp phiền toái ở phương diện nào? Sở Nội vụ giống như không tình nguyện phối hợp, tuy bọn họ không dám không xử lý quyết định của tỉnh ủy, thế nhưng lãnh đạo của bọn họ lại cứ tìm lý do để kéo dài thời gian.
Kim Duệ Hằng suy tư một lát rồi nói ra suy đoán của mình. Vương Tử Quân khẽ gãi đầu, hắn cũng không nói gì nhưng trong lòng lại có chút lửa giận. Hắn thầm nghĩ đến một câu, hèn gì dân chúng đều nói Sở Nội vụ là nơi bỏ mặc vấn đề nhân sự, vì ngay cả những chuyện như thế này mà đám người kia còn cố ý tạo ra chướng ngại vật. Kim Duệ Hằng rất quan tâm đến vẻ mặt của Vương Tử Quân, khi thấy Bí Thư Vương không nói lời nào thì hắn lên tiếng. Bí Thư Vương, bây giờ đã vào đúng thời điểm sinh viên tốt nghiệp, nếu như chúng ta mất thêm chút thời gian, nếu sinh viên phân phối xong, như vậy chúng ta dù có muốn chiêu mộ nhân tài cũng không còn kịp nữa. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vào sự việc và ý thức được vấn đề, lại nhìn sang gương mặt gấp gáp của Kim Duệ Hằng, hắn đứng lên nói. Thế này đi, hôm nay chúng ta hẹn gặp mặt giám đốc Trần, chúng ta mời anh ấy bữa cơm, thuận tiện nói rõ vấn đề. Vương Tử Quân hẹn giám đốc Trần, tất nhiên không phải đơn giản là dùng cơm. Kim Duệ Hằng nghĩ đến thái độ của chủ nhiệm Vu, trong lòng chợt sinh ra cảm giác phiền não. Rõ ràng là mình có thể giải quyết được, cuối cùng lại ép Bí Thư Vương xuất hiện để cầu cạnh người ta, rõ ràng là làm phiền đến người khác. Bí Thư Vương, nếu không thì chúng ta liên lạc với bọn họ. Kim Duệ Hằng trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Chúng ta phải đi, nếu là liên hợp gửi công văn, chúng ta cũng nên cùng ngồi xuống liên lạc cảm tình. Vương Tử Quân lắc đầu rồi nói với Kim Duệ Hằng. Kim Duệ Hằng nghĩ gì tất nhiên sẽ không gạt được Vương Tử Quân. Hắn biết Kim Duệ Hằng chủ yếu suy nghĩ cho mình, nhưng hắn cũng không hy vọng vì chút chuyện phát sinh giữa hai đơn vị mà làm cho chuyện lớn trở nên chậm trễ. Sau khi Kim Duệ Hằng rời khỏi phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Chuyện này hắn cũng không có biện pháp gì khác, nếu chính mình đến tìm gặp Bí Thư Nhiếp hay bất kỳ vị lãnh đạo tỉnh ủy nào khác để đốc thúc công tác, như vậy Sở Nội vụ sẽ khó thể nào chống đỡ được. Nhưng nếu mình làm như vậy, sự việc tuy được giải quyết một cách ổn thỏa, thế nhưng lại biểu hiện một trạng thái vô năng của mình, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không thể phối hợp và làm cho tốt, lại phải đắc tội với người của Sở Nội vụ. Điếu thuốc cứ cháy dần dần, cũng đã sắp đốt đến ngón tay của Vương Tử Quân. Hắn khẽ gạt tàn, sau đó tìm được số điện thoại của Giám đốc Trần của Sở Nội vụ. Giám đốc Trần vừa nghe nói Vương Tử Quân muốn mời khách thì tỏ ra rất nhiệt tình, nói mình mới phải là người mời khách Vương Tử Quân mới đúng. Sau một lát chối từ, cuối cùng Giám đốc Trần cũng đã cho ra một câu khẳng định, tối nay sẽ cùng Vương Tử Quân gặp mặt ở khách sạn Cẩm Viên Tinh, không gặp không về. Vương Tử Quân là người mời khách thì tất nhiên sẽ đến khách sạn Cẩm Viên Tinh sớm hơn, thế cho nên sau khi tan tầm thì hắn, Triệu Nguyên Cố và Kim Duệ Hằng đã cùng nhau đi đến gian phòng đã đặt sẵn ở khách sạn Cẩm Viên Tinh. Vương Tử Quân đến và khách sạn Cẩm Viên Tinh tiếp đãi với quy cách rất co, không những quản lý tự mình đến nghênh đón. Vị tổng giám đốc rất ít khi ló mặt cũng đến nói vài câu khách khí. Vương Tử Quân cũng chỉ lên tiếng ứng phó vài câu với vị tổng giám đốc hơn 40 tuổi có bộ dạng mạnh vì gạo bạo vì tiền kia. Dù sao thì quen biết nhiều vẫn có lợi, hơn nữa vị giám đốc này cũng không phải người thường, nếu không tỉnh đoàn cũng sẽ không đặt nhiệm vụ tiếp đãi ở khách sạn Cẩm Viên Tinh này. Bí Thư Vương, những ngày qua giám đốc Triệu của chúng tôi luôn tìm cơ hội để mời ngài đến dùng cơm một lần, thật sự rất muốn chúc mừng ngài thăng chức. Nữ quản lý dáng người cao gầy mặc tây trang thẳng thớm thật sự là một nhân tài làm sinh động bầu không khí, hắn vừa cười vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Nữ quản lý cũng không phải đang trải bậc thang cho vị giám đốc họ Lôi kia, những lời nàng nói ra là thật. Sau khi Vương Tử Quân tiếp nhận chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, giám đốc Lôi của khách sạn Cẩm Viên Tinh đã nhiều lần gọi điện thoại muốn mời Bí Thư Vương Tử Quân đến dùng cơm. Cảm ơn ý tốt của giám đốc Lôi, những ngày qua tôi thật sự quá bận, đợi đến khi qua thời gian này. Chúng tôi sẽ đến Cẩm Viên Tinh để nhấm nháp một chút. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ gì quá lớn với khách sạn Cẩm Viên Tinh, còn chuyện tỉnh đoàn đặt tiếp đãi ở nơi nào thì hắn cũng không quá quan tâm, dù sao hắn cũng không có quá nhiều truy cầu ở phương diện kinh tế. Giám đốc Lôi tất nhiên biết rõ Vương Tử Quân đang bận rộn, thế cho nên nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì cáo từ bỏ đi. Đúng 7 giờ 10 phút thì giám đốc Trần của Sở Nội vụ cùng chủ nhiệm Vu và vài người đàn ông trung niên đi vào khách sạn Cẩm Viên Tinh. Vương Tử Quân đã sớm cho Kim Duệ Hằng đứng bên ngoài nghênh đón, mà hắn và Triệu Nguyên Cố thì chờ đợi trong phòng. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì lúc này Triệu Nguyên Cố thật sự là rất uể oải và không chút phấn chấn, nhưng khi giám đốc Trần đi đến thì hắn vẫn cố gắng nở nụ cười tiến lên nghênh đón. Giám đốc Sở Nội vụ là Trần Chấn Phong, là một cán bộ cực kỳ có tư cách ở tỉnh Sơn Nam. Trước khi nhận chức ở Sở Nội vụ Văn phòng Khối Chính quyền tỉnh thì hắn từng là Bí thư Thị ủy,
tác phong công tác cực kỳ khí phách, tuy bây giờ đã đi đến sở nội vụ, thế nhưng vẫn chưa từng thay đổi tính cách khí phách của mình. Giám đốc Trần, hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Tử Quân bắt tay Trần Trấn Phong, sau đó cười ha hả nói. Trên mặt Trần Trấn Phong lộ ra nụ cười, hắn bắt tay Vương Tử Quân nói. Cậu Vương, cậu chính là cán bộ cấp phó sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, hôm nay tôi đến dùng bữa cơm với cậu, thật sự giống như đi dự tiệc lớn. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu ý của Trần Trấn Phong, đó chính là tôi đến dùng cơm là nể mặt cậu lắm rồi. Tuy Trần Trấn Phong đang cười nhưng Vương Tử Quân lại có thể cảm nhận được cảm giác kiêu ngạo nồng nặc. Cảm giác cao ngạo của Trần Trấn Phong làm cho Vương Tử Quân thầm cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt. Lúc này dù sao hắn cũng đến vì phối hợp công tác, cho nên chỉ cười lớn mời nhóm người Trần Trấn Phong vào trong phòng mà thôi. Vì ai cũng là người trong quan trường, thế nên sau khi chào hỏi vài câu thì bầu không khí đã hòa hợp hơn rất nhiều. Nhưng lúc này nhóm người Triệu Nguyên Cố hay chủ nhiệm Vu đều chỉ là chất phụ gia, bọn họ dù cố gắng làm sinh động bầu không khí nhưng cũng hiểu thân phận của mình, đa số thời gian phải lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân và Trần Trấn Phong. Bữa tiệc bắt đầu, Vương Tử Quân cũng không nói về vấn đề liên hợp cho ra công văn, mà hắn và Trần Trấn Phong cũng chưa quá quen thuộc, thế cho nên cũng chỉ có thể bàn vài vấn đề ngoài lề mà thôi. Vì vậy mà phần lớn thời gian thì Vương Tử Quân và Trần Trấn Phong chỉ nói đến những chuyện vụn vặt ngoài lề mà thôi. Vừa nói chuyện vừa uống rượu, thời gian trôi qua khá nhanh, tửu lượng của Vương Tử Quân rất bình thường nhưng vẫn kiên trì uống được vài ly với Trần Trấn Phong. Bộ dạng gây sự của Trần Trấn Phong làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác phản cảm, thế nhưng hắn cũng không nổi nóng. Dù sao hôm nay đến đây cũng là vì thúc đẩy công tác. Thế cho nên lúc này đối mặt với Trần Trấn Phong thì hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn và nhượng bộ mà thôi. Khi Vương Tử Quân mời rượu thì Trần Trấn Phong nâng ly lên nói. Cậu Vương, nói thật, tôi đây cũng rất hâm mộ cậu. Nhớ năm xưa khi tôi bằng tuổi cậu thì mới chỉ là một phó cục trưởng ở dưới huyện mà thôi, bây giờ cậu đã là lãnh đạo chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, thật sự là tương lai vô hạn. Vương Tử Quân mỉm cười nói. Ôi, nào có được như vậy? Tôi cũng chỉ là có chút may mắn mà thôi. Vương Tử Quân dù thật sự cảm thấy buồn bực về vấn đề này, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể mở miệng dùng giọng khiêm tốn nói. Ôi, cậu Vương, cậu cũng đừng quá khiêm tốn, vận may phải đi cùng với năng lực công tác. Tôi cực kỳ tán thành với phương áp sắp xếp điều phối sinh viên vừa tốt nghiệp của cậu, một hạng mục chính sách như vậy sẽ tăng số lượng giáo viên ở vùng núi, chẳng những giải quyết được vấn đề thiếu giáo viên đứng lớp ở vùng sâu vùng xa. Hơn nữa còn sắp xếp công tác cho sinh viên, tạo điều kiện cho bọn họ phát triển. Đây rõ ràng là một phương án nhất cử lưỡng tiện, dù tôi là người quản lý sở nội vụ cũng thật sự chưa từng có ý nghĩ tốt như vậy. Trần Trấn Phong uống vài ly rượu, hắn đổi thái độ ngạo nghễ vào lúc vừa rồi, chuyển thành khen ngợi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn, lại khen Trần Trấn Phong vài câu, lúc này bầu không khí trên bàn cơm càng thêm hài hòa. Bí thư Vương, chúng ta làm một ly. Trần Trấn Phong cầm lấy ly rượu cùng với Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói. Tửu lượng của Vương Tử Quân căn bản đã đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng áp chế men say trong cơ thể, vẫn phải cùng một ly với Trần Trấn Phong. Lúc này mặt mũi hắn đỏ bừng bừng, hắn vội vàng gắp vài miếng thức ăn nuốt vào bụng mới áp chế được cơn say đang bốc lên mạnh mẽ. 2 giờ sau bữa tiệc kết thúc, người cũng tản đi, Vương Tử Quân tuy mở miệng nói bóng gió nhưng Trần Trấn Phong cũng chỉ suy đoán hàm hồ. Thật sự chưa cho ra một tin tức xác thực. Nhưng khi lên xe thì Trần Trấn Phong vỗ vai Vương Tử Quân rồi nói. Cậu Tử Quân, cậu yên tâm, anh sẽ không để cho cậu bị hại. Sau khi tiến chân đám người Trần Trấn Phong, Kim Duệ Hằng lên xe của Vương Tử Quân. Sau khi mở một chai nước khoáng cho Bí Thư Vương, Kim Duệ Hằng nói. Bí Thư Vương, vừa rồi chủ nhiệm Vu có nói với tôi một chuyện. Vương Tử Quân cười cười, Trần Trấn Phong nói rất ẩn giấu. Vừa rồi hắn đã hiểu, lúc này lập tức nói. Bọn họ có ý gì? Kim Duệ Hằng nhíu mày, lúc này mới nói. Bí thư Vương, chủ nhiệm Vu nói sở nội vụ sẽ nhanh chóng cho ra văn kiện liên hợp với chúng ta, nhưng trong số đó có nhiều chức vụ tốt, thế cho nên phải chừa ra 30 vị trí cho cán bộ tỉnh ủy, khối chính quyền tỉnh và các đơn vị ban ngành khác. Hơn 30 chức vụ, Vương Tử Quân nhíu mày, bây giờ phải ném ra một số lượng chức vụ như vậy. Điều này rõ ràng là sai biệt quá lớn với thái độ không chịu phối hợp lúc ban đầu của sở nội vụ. Thái độ của đối phương trước và sau vì sao lại có tương phản lớn như vậy? Vương Tử Quân cau mày,
hắn cũng không cho rằng Sở Nội vụ vì muốn giải quyết vấn đề thiếu hụt giáo viên ở dưới cơ sở để cho ra quyết định như vậy. Nhưng Vương Tử Quân cũng không nói lời nào, hắn chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía Kim Duệ Hằng, chờ đợi đối phương nói tiếp. Chủ nhiệm Vu nói, trong Sở Nội vụ của bọn họ có hơn 20 con em tốt nghiệp đại học, các vị gia trưởng muốn cho con được đi rèn luyện, muốn là người tình nguyện trong hoạt động lần này. Kim Duệ Hằng cắn răng nói ra những lời của chủ nhiệm Vu. Đám người kia thật sự muốn làm sinh viên tình nguyện, thế nhưng mục đích của bọn họ chính là nhắm vào những chức vụ tốt đã được liệt kê sẵn, còn chuyện có đi xuống dưới dạy học ra hồn gì hay không, điều này không là vấn đề. Xem ra giám đốc Trần đã rất nhọc lòng vì đám con em sinh viên của cán bộ trong đơn vị mình. Vương Tử Quân cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói. Kim Duệ Hằng cũng cực kỳ tức giận với điều kiện của Sở Nội vụ, bọn họ khổ sở lắm mới phổ biến được phương án này, lại chưa từng nghĩ rằng người ta có thể lợi dụng sơ sở để thò tay vào khá sâu. Nhưng hắn là người trà trộn công tác trong cơ quan nhiều năm, hắn biết có một số việc không thể so đo. Cái gì gọi là đạo lý, nhìn vào đám người kia thì biết, dù là bí thư Vương cũng không nói gì hơn. Kim Duệ Hằng nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Bí thư Vương, bây giờ Sở Nội vụ đã nói ra như vậy, chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ ấn lên nút mở cửa sổ, một luồng gió lạnh khá tươi mát từ bên ngoài thổi vào. Hắn vốn có chút choáng váng vì uống rượu hơi nhiều, bây giờ đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Nếu xem xét rõ ràng thì có lợi nhất chính là đồng ý với yêu cầu của Sở Nội vụ, như vậy phương án đưa sinh viên xuống tuyến dưới căn bản không bị người của Sở Nội vụ cản tay, lại có thể mượn cơ hội lần này để làm tốt quan hệ với đối phương, xem ra một công đôi việc. Nhưng nếu là như vậy thì phương án tốt đẹp mà mình đưa ra sẽ không hướng đến đối tượng cụ thể là sinh viên tình nguyện, kết quả cuối cùng là người ta dùng quan hệ để có một danh sách, căn bản không cần đi dạy cũng có thể được hưởng thụ tất cả đãi ngộ của chính sách mang lại. Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn khẽ rụi tàn thuốc rồi nói. Chỉ cần tư tưởng không sai, dù thế nào cũng còn nhiều phương pháp. Kim Duệ Hằng chợt sững sờ, hắn hiểu rõ ý nghĩ của bí thư Vương Tử Quân, mà hắn cũng thật sự hết lòng giúp đỡ lựa chọn như vậy của bí thư. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả của nó, Kim Duệ Hằng cũng thật sự cảm thấy không yên. Nếu như lần này căn bản không làm tốt phương án đã được lãnh đạo tỉnh phê duyệt, đây không phải là một quả đạn pháo bắn thẳng vào Vương Tử Quân sao? Trong lòng Kim Duệ Hằng chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn khẽ nói. Bí thư Vương, chuyện này, có cần phải suy xét thêm không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Kim Duệ Hằng rồi thản nhiên nói. Không cần, nếu chủ nhiệm Vu kia tiếp tục cho ra yêu cầu vô lý như vậy, anh nói rõ cho đối phương biết, tôi nói không được. Vương Tử Quân kiên trì như vậy làm cho Kim Duệ Hằng thật sự bất ngờ. Thế nhưng ngay sau đó hắn lại tỏ ra mừng rỡ, lại xen chút lo lắng. Hắn nhìn hình bóng Vương Tử Quân ngồi trên xe, hắn há hốc miệng mà không nói thêm điều gì khác. Kim Duệ Hằng về đến nhà, trong đầu vẫn chỉ là những chuyện như vậy, dù hắn đã nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân, thế nhưng đầu óc của hắn lúc này vẫn điên cuồng vận chuyển, thật sự ăn không ngon ngủ không yên. Ban ngày đi làm thì Kim Duệ Hằng chỉ sợ điện thoại đổ chuông, vì có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Khi hắn đang rất lo lắng thì chủ nhiệm Vu gọi điện thoại đến. Chủ nhiệm Vu nói nẳng rất khách khí, vừa nối thông điện thoại thì xưng anh em rất thân mật. Điều này cũng không có gì là lạ, vì dù sao thì con trai sắp tốt nghiệp của chủ nhiệm Vu cũng là một trong những người được nhân lợi ích lớn trong phương án lần này của tỉnh đoàn. Với đám người chủ nhiệm Vu thì việc sắp xếp công tác cho con trai mình cũng chẳng khó khăn gì, nhưng bọn họ cảm thấy khó xử vì làm sao cho nó thật công khai minh bạch mới hay. Dù hắn cũng là một nhân vật trong Sở Nội vụ, thế nhưng nếu muốn sắp xếp con trai vào công tác trong khối chính quyền tinh, rõ ràng là không thể. Khi chủ nhiệm Vu đang định sắp xếp cho con trai xuống các quận thành xung quanh, đang định đi đường vòng thì không ngờ tỉnh đoàn cho ra một đề nghị rất hay, hơn nữa lãnh đạo trong tỉnh cũng muốn lợi dụng cơ hội khó có được này để sắp xếp cho con cái sắp tốt nghiệp. Chủ nhiệm Vu nghĩ đến đây mà sinh ra cảm giác vui vẻ, thật sự là một đêm mất ngủ. Vì thế chủ nhiệm Vu thật sự tích cực chưa từng có trong quá trình thúc đẩy phương án của tỉnh đoàn, ngày hôm sau đi làm đã gọi điện thoại ngay cho Kim Duệ Hằng. Hắn thấy chuyện này tuyệt đối là nắm chắc, vị chủ trì công tác tỉnh đoàn rất trẻ tuổi kia căn bản không thể nào vì một chút yêu cầu như vậy mà dập tắt phương án của mình. Nhưng điều làm cho chủ nhiệm Vu bất ngờ chính là Kim Duệ Hằng ở bên kia phản ứng rất nhạt, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác căm tức. Kim Duệ Hằng dùng giọng lạnh lùng nói sẽ phản ứng với bí thư Vương rồi cúp điện thoại.
Chủ nhiệm Vu rất ít khi gặp phải sự việc như vậy, lúc này nụ cười sáng lạn của hắn chợt trở nên cứng ngắc. Quá ngu ngốc. Chủ nhiệm Vu vừa nghiến răng nghiến lợi mắng vừa đập văn kiện trên tay xuống mặt bàn, sau đó hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Phòng làm việc của Trần Chấn Phong rộng rãi mà sáng ngời, bàn làm việc màu đen có vẻ trầm trọng và khí thế, Trần Chấn Phong ngồi sau bàn làm việc lại càng làm cho người ta sinh ra cảm giác không giận mà uy. Chủ nhiệm Vu tuy nổi giận đùng đùng đi ra, thế nhưng sau khi đi vào phòng làm việc của Giám đốc Trần thì nhanh chóng vứt bỏ tất cả căm tức trên gương mặt mình. Chào Giám đốc Trần. Chủ nhiệm Vu đi đến trước bàn làm việc của Trần Chấn Phong, hắn khẽ chào hỏi với Giám đốc Trần đang ghi chép văn kiện. Trần Chấn Phong nhìn thoáng qua chủ nhiệm Vu, sau đó thản nhiên nói. Chủ nhiệm Vu, hôm nay anh sắp xếp rõ kỹ, các anh em ở tỉnh hàng xóm đến chỗ chúng ta học tập kinh nghiệm, đừng để xảy ra chuyện gì quá khó coi để người ta chê cười. Giám đốc Trần cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong, đảm bảo sẽ không để cho ngài và tỉnh Sơn Nam mất mặt. Chủ nhiệm Vu thật sự nói năng rất nghệ thuật, hắn đặt Giám đốc Trần lên trước tỉnh Sơn Nam, trên mặt lại càng nở nụ cười nịnh nọt. Trần Chấn Phong sao không hiểu những lời nịnh hót của chủ nhiệm Vu. Hắn nở nụ cười thưởng thức rồi nói. Như vậy là tốt, chủ nhiệm Vu làm việc thì tôi tương đối an tâm. Sau khi tiếp tục nói vài câu thì Trần Chấn Phong đã dựa lưng về phía sau nói. Anh nên ra tay thúc đẩy phương án của tỉnh đoàn, dù sao thì có nhiều người ngóng trông phương án này, tôi cũng không muốn làm cho mọi người thất vọng. Trần Chấn Phong thật sự sinh ra cảm giác đắc ý vì chuyện sắp xếp công tác cho con cái các cán bộ trong sở nội vụ. Tuy hắn là một giám đốc sở nội vụ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là cán bộ lãnh đạo thì có ai không hy vọng lung lạc được thêm nhiều người. Đây là một chuyện cực kỳ thu hút dân tâm, thuận theo toan tính của cán bộ trong đơn vị, sẽ có bao nhiêu cán bộ ở bên dưới mang ơn anh. Dù nhiều năm sau cũng có nhiều người nói giám đốc Trần là người có năng lực công tác cực kỳ mạnh mẽ. Chủ nhiệm Vu vốn đến đây để báo cáo về vấn đề này, bây giờ nghe thấy Trần Chấn Phong nhắc đến sự việc, thế là hắn nén giận mở lời châm ngòi. Giám đốc Trần, tôi cũng đang định báo cáo với anh về vấn đề này, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho người của tỉnh đoàn, chủ nhiệm Kim nói bí thư Vương đã từ chối yêu cầu của chúng ta. Gương mặt Trần Chấn Phong chợt trở nên trầm xuống, hắn thấy đây không phải là một chuyện gì khó khăn. Thử hỏi xem chuyện gì mà Trần Chấn Phong muốn làm, có ai sẽ vung tay cản lại. Hắn căn bản không ngờ Vương Tử Quân sẽ từ chối, không ngờ tên cán bộ trẻ tuổi kia lại phạm vào điều kiêng kỵ như vậy. Trần Chấn Phong là giám đốc sở nội vụ, có rất ít người từ chối lời yêu cầu của hắn, Vương Tử Quân kia rõ ràng không xem hắn ra gì. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, bàn tay đang khẽ gõ lên mặt bàn đã được giơ lên cao. Vỗ bàn, chủ nhiệm Vu là tâm phúc của giám đốc Trần, tất nhiên quen thuộc hành vi của lãnh đạo nhà mình. Lúc này hắn thấy Trần Chấn Phong sắp vỗ bàn, trong lòng thầm vui sướng, có lẽ lãnh đạo sẽ cho đối phương một bài học như mình suy tính. Âm thanh vỗ bàn cũng không vang lên, Trần Chấn Phong nâng tay lên cao nhưng lại khẽ hạ xuống, cũng không phải vỗ bàn như mọi khi. Chủ nhiệm Vu, sắp xếp của khối chính quyền tỉnh thì chúng ta cũng không nên kéo dài. Anh nhanh chóng thúc đẩy sự việc, tôi cũng không cần biết nhân viên bên dưới có lý do gì, cũng không thể nào làm trễ nãi hạng mục lần này của tỉnh đoàn. Trần Chấn Phong dùng giọng lạnh lùng phân phó chủ nhiệm Vu. Giám đốc Trần điên rồi sao? Khi chủ nhiệm Vu nghe thấy giám đốc Trần hạ lệnh thì chợt cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ra vấn đề, cũng hiểu tâm tình kích động của Trần Chấn Phong. Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho Tiểu Chu, nói tôi có chút chóng mặt, đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Trần Chấn Phong giống như cũng không chờ chủ nhiệm Vu hiểu ra vấn đề, hắn vung bàn tay lên không trung rồi trầm giọng nói. Giám đốc Trần, anh phải giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ đi tìm thầy Chu. Chủ nhiệm Vu nhìn nụ cười trên khóe miệng của giám đốc Trần, hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề và chạy ra ngoài. Trần Chấn Phong thoải mái dựa lưng lên ghế, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, hắn tin tưởng chủ nhiệm Vu sẽ hiểu ý mình. Mình vào bệnh viện an dưỡng vài ngày cũng không phải chuyện gì xấu, chẳng những có vài ngày nghỉ ngơi, hơn nữa còn bình tĩnh ngồi xem Vương Tử Quân sẽ xử lý thế nào. Nếu không có công văn của sở nội vụ, công tác chiêu mộ sinh viên tình nguyện của tỉnh đoàn sẽ được triển khai mở rộng như thế nào? Đợi đến khi đám sơn viên kia được phân phối xong, cho dù Vương Tử Quân có giỏi giang như thế nào cũng coi như xong. Chỉ là một tên phó bí thư chủ trì công tác mà thôi, mới công tác vài ngày đã không biết trời cao đất rộng, phải cho hắn một bài học, như vậy cũng xem như cho đối phương chút kinh nghiệm đường đời. Trần Chấn Phong chợt có ý nghĩ như vậy, khóe miệng vô tình lộ ra nụ cười.
hắn tin tưởng trong thời gian sau đó sẽ có người đến phòng bệnh cầu xin mình. Tôi sẽ ở trong bệnh viện chờ người. Trần Chấn Phong đứng lên khỏi ghế, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên, chủ nhiệm Vu lại đi vào với vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Trần Chấn Phong mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nằm trong phòng bệnh cao cấp xem TV, lúc này trong phòng hắn đầy hoa quả và thực phẩm, thư ký đang thu thập vào món đồ. Trần Chấn Phong là giám đốc sở nội vụ, hắn nằm viện sẽ có không ít người quan tâm. Chưa nói đến đám cán bộ trong sở nội vụ, dù là người ở đơn vị ban ngành khác cũng phải lục tục chạy đến bệnh viện thăm hỏi. Đặc biệt là hai ngày trước, số người đến thăm có thể nói là phải xếp hàng đi vào. Giám đốc Trần, chủ nhiệm Vu đến. Thư ký tiếp điện thoại rồi nhanh chóng nói với Trần Chấn Phong. Cho anh ấy vào. Trần Chấn Phong vừa ăn xong hai quả táo, hắn dùng giọng tùy ý nói. Hai ngày nay chủ nhiệm Vu đều đến bệnh viện thăm hỏi lãnh đạo, dù hắn biết lãnh đạo nằm bệnh là giả vờ, thế nhưng hắn vẫn quan tâm giống như mẹ ruột bị bệnh. Mỗi ngày hắn đều phải tranh thủ chạy đến phòng bệnh cao cấp thăm hỏi lãnh đạo. Giám đốc Trần, vừa rồi tôi đã gặp bác sĩ Triệu, anh ấy nói qua hai ngày điều dưỡng thì sức khỏe của anh đã rất tốt, lúc này dù là thanh niên cũng khó thể nào so sánh với anh được. Chính Hồng Vu vừa vào phòng thì đã cười ha hả nói với Trần Chấn Phong. Trần Chấn Phong hiểu tình trạng sức khỏe của mình, tuy rất không tệ nhưng nếu so với thanh niên thì còn kém xa. Nhưng chủ nhiệm Vu nói như vậy làm hắn rất thích nghe, hắn chỉ vào chủ nhiệm Vu rồi cười lớn nói. Chủ nhiệm Vu, xem ra anh cũng rất biết cách nói chuyện, giống như một chiếc điều khiển từ xa vậy, tôi chỉ cần động tay là đổi kênh mình thích xem rồi. Chủ nhiệm Vu cũng cười theo, lời khích lệ của giám đốc Trần thật sự là những lời khẳng định với công tác của hắn. Sau khi báo cáo vài câu với Trần Chấn Phong, chủ nhiệm Vu cười nói. Giám đốc Trần, chủ nhiệm Kim bên phía tỉnh đoàn lại liên hệ với tôi, nói rằng Bí Thư Vương sắp đến bệnh viện thăm anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.